Cho đến hôm nay, ta vì ông giảng cũng không có hai cách giảng, vẫn giống như lúc trước. Hành Xương nói, học nhân học thức mê mờ kém cỏi, cuối mong hòa thượng khai thị cho con. Lục Tổ Đại Sư nói, ông biết không, Phật thuyết Phật tánh là thường, là đối với những người chấp trước vô thường mà nói. Phật thuyết hữu thường là vì những người chấp trước vô thường mà nói. Nếu ông nói Phật tánh là thường thì đâu có các pháp thiện ác gì để có thể nói. Phật tánh nếu thường thì tất cả chúng sanh đã sớm thành Phật, cần gì phải thuyết pháp độ họ? Tại sao cùng tận bao nhiêu đại kiếp cũng không có ai chân chánh phát Bồ Đề Tâm? Nếu thường thì ai cũng nên phát Bồ Đề Tâm, mọi người đều sớm thành Phật Đạo. Cho nên tôi mới nói Phật tánh vô thường. Tại sao vậy? Nếu hữu thường, tất cả chúng sanh đều không cần tu hành mà vẫn có thể thành Phật. Cho nên ta nói vô thường đúng là phù hợp với đạo lý chân thường bất diệt của Phật thuyết. Ông hiểu không? Lại nữa, nếu như tất cả vạn pháp đều vô thường thì tất cả vạn loại đều có tự tánh. Chúng nó đã có tự tánh, sao lại thọ sanh tử? Nếu mỗi vật đều có tánh chân thường, nó sẽ không phổ biến tồn tại ở bất cứ chỗ nào. Tôi nói với ông thường chính là Phật nói cái nghĩa chân vô thường. Muốn giảng thường và vô thường, đây đều không phải là Phật tánh. Vì Phật tánh không phải thường, không phải vô thường, đó mới là trung đạo liễu nghĩa. Tại sao nay Lục Tổ Đại Sư nói Phật tánh là vô thường, tất cả tâm phân biệt thiện ác chư pháp là hữu thường? Bởi đây đều là đối trị chấp trước. Phật pháp dùng để đối trị tất cả chấp trước của chúng sanh. Nếu quý vị đem chấp trước này phá đi thì không cần đến Phật pháp. Phật pháp không phải thường, không phải vô thường. Lục Tổ Đại Sư đối cơ thuyết pháp đối với Trương Hành Xương cần phải nói pháp này, chứ không phải đối với mọi người đều thuyết như thế. Lục Tổ Đại Sư nói với Hành Xương, phàm phu ngoại đạo chấp trước tà thường, nhị thừa thanh văn tuyên giác, nơi thường lại cho là vô thường, cộng thành tám loại điên đảo. Vốn là bốn loại điên đảo chỉ vì tư tưởng con người không giống nhau, thân phận không giống nhau, hai loại căn tánh người cộng thành tám loại điên đảo. Phàm phu lấy khổ làm lạc, không phải thường lại cho là thường, không phải tịnh cho là tịnh, không phải ngã lại cho là ngã. Tất cả đạo lý đều do người mà luận. Quý vị nói nó thường cũng được, quý vị nói nó không thường cũng được. Nhưng phàm phu nói không phải thường tức là thường, không phải lạc cho là lạc, không phải ngã họ lại chỉ là ngã, không phải tịnh họ cho là tịnh. Đây là bốn loại điên đảo của phàm phu. Bốn loại điên đảo của nhị thừa, lạc thì họ cho là khổ, thường nói là không thường, ngã nói vô ngã, tịnh nói bất tịnh, cho nên hợp ra lại thành ra tám loại điên đảo. Cho nên Phật ở trong kinh Niết Bàn Liễu Nghĩa Giáo thuộc về vị Đề Hồ Viên Diệu, nó phá biên kiến của phàm phu và nhị thừa và minh hiển nói ra đạo lý cái gì là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ông nay y theo lời Phật nói mà ngược lại giáo nghĩa Phật thuyết. Ông lấy sự vô thường đoạn diệt và cái thường cứng ngắc, dùng tri kiến phàm phu giải thích sai lầm giáo lý tối vi diệu, tối viên mãn của do Đức Phật thuyết ra. Dù ông xem kinh Niết Bàn 1000 lần có lợi ích gì đâu. Hành Xương hốt nhiên đại ngộ liền nói kệ rằng, vì giữ tâm vô thường, Phật nói có tánh thường, không biết được phương tiện như ao xuân lượm sỏi. Tôi nay công chẳng dụng mà Phật tánh hiện tiền, không phải thầy trao cho, tôi cũng không sở đắc. Đại sư lại nói, người nay đã suốt thấu, nên đặt tên là Trí Triệt. Trí Triệt làm lễ tạ ơn rồi lui ra. Rằng Hành Xương nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết như thế, hốt nhiên khai ngộ, vì thế cũng nói ra một bài kệ tụng. Vì con chấp thủ tâm vô thường mà Phật nói là tánh hữu thường, con không hiểu lời Phật nói là pháp phương tiện. Đó giống như trong hồ nước mùa xuân nhặt lên hòn đá nhỏ có ích dụng gì đâu. Nhưng này con không có dụng công phu gì, chỉ phản bổn hoàn nguyên trở về quê hương của mình, Phật tánh viên mãn hiện tiền, lập tức minh tâm kiến tánh khai ngộ. Khai ngộ của con không phải tổ sư dạy bảo truyền trao cho con. Con tuy đã khai ngộ nhưng không có một chút sở đắc. Đây là trí huệ vốn có của con, cho nên một pháp cũng không đắc. Lục Tổ Đại Sư nói, ông này đã khai ngộ. Đây là Lục Tổ Đại Sư ấn chứng cho Hành Xương. Ta nay đổi tên cho ông là Trí Triệt được không? Ông thích tên này không? Trí Triệt nói, tên này thật hay. Con tạ ơn tổ sư, rồi khấu đầu đảnh lễ lui về một bên. Có một gã đồng tử tên là Thần Hội, con nhà họ Cao, ở huyện Tuyên Dương, 13 tuổi, từ chùa Ngọc Tuyền đến làm lễ đại sư. Sư hỏi, thiện tri thức ở phương xa đến thật là khó nhọc, mà có đem đặng cái gốc đến chăng? Nếu có gốc thì phải biết ông chủ, hãy nói thử ta nghe. Thần Hội bạch, lấy không chủ làm gốc, thấy tức là chủ.
Sư nói gã sa di này tranh chỗ đối chiếu mà nói bướng. Thần hội bèn hỏi hòa thượng ngồi thiền thấy hay chẳng thấy. Sư lấy gậy đánh thần hội ba gậy mà hỏi rằng ta đánh ngươi đau hay chẳng đau. Đáp cũng đau mà cũng chẳng đau. Sư nói ta cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Thần hội hỏi cũng thấy mà cũng chẳng thấy nghĩa là sao? Sư nói ta thấy là thường thấy tội lỗi của tâm mình mà chẳng thấy các điều phải quấy tốt xấu của người. Bởi vậy cũng thấy mà cũng chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau mà cũng chẳng đau nghĩa là sao? Nếu ngươi chẳng biết đau thì đồng với loài cây đá, còn biết đau thì đồng với kẻ phàm phu liền sanh giận hờn. Cứ như chỗ ngươi hỏi trước, thấy hay chẳng thấy là chấp hai bên. Chỗ ngươi nói cũng đau mà cũng chẳng đau ấy là còn sanh diệt. Cái tự tánh của ngươi mà ngươi chẳng thấy, sao dám đùa cợt người? Thần hội lại và ăn năn xin lỗi rằng có một đồng tử này không phải đứa trẻ tầm thường, là đồng tử vì pháp quen thân, vì pháp không từ nặng nhọc khổ cực. Tên là Thần Hội, là con của một người họ Cao tại Tương Dương, Hồ Bắc. 13 tuổi từ chùa Ngọc Tuyền của Thần Tú Đại Sư ở Hà Bắc xa xôi đến tham bái đảnh lễ Lục Tổ Đại Sư. Đồng tử này tuy nhỏ nhưng ôm chí lớn, tâm lượng quảng đại. Thần Hội ở chỗ Thần Tú Đại Sư, vừa nhìn liền biết Thần Tú Đại Sư chưa chân chánh hiểu rõ Phật Pháp, cho nên đi đến Quảng Đông có hơn 1-2 ngàn dặm đường. Thần Hội đi đường hai chân sưng phồng, thậm chí để chân không mà đi, da thịt bị đá gạch đâm chảy máu, cho nên dùng y phục bao chân rồi tiếp tục đi cả mấy ngàn dặm đường mà xem như không có việc gì xảy ra. Cho nên khi gặp Lục Tổ Đại Sư, Lục Tổ thấy Thần Hội một đứa bé y phục rách nát, chân sướt máu chảy cực khổ như thế, Thần Hội khấu đầu đảnh lễ Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ hỏi thiện tri thức. Lục Tổ Đại Sư đối với một đứa bé cũng gọi là thiện tri thức. Con từ xa xôi đến đây đi đường quá vất vả, quá gian nan, con đã nhận thức được bổn lai diện mục chưa? Nếu con đã thấy được bổn lai diện mục minh tâm kiến tánh thì con nên nhận biết ông chủ tức Phật tánh. Nay con thử nói xem. Đồng tử này rất nghịch ngợm, cho nên chú ta nói con lấy vô sở trụ là bổn lai diện mục của con, mà kiến tánh của con chính là ông chủ. Lục Tổ Đại Sư nghe Thần Hội nói như thế liền giáo huấn: chú sa di này, chú chỉ biết học lời nói của người ta, thật là lỗ mãng. Không biết mà cho là biết, không rõ mà cho là rõ, không thấy mà cho là thấy, chính là học khẩu đầu thiền của người. Chú chỉ học những lời dư thừa của người, người ta nói xong chú lại nói mà không phải từ trong tự tánh của chú phát xuất ra. Đây gọi là thủ thứ ngữ, giữ chấp lời của người. Thần Hội gan không phải nhỏ, chú dám cùng Lục Tổ tranh biện. Bạch Hòa Thượng, lúc ngài ngồi thiền thấy hay không thấy? Quý vị xem, chú dám hỏi ngược lại Lục Tổ Đại Sư. Chú đồng tử này thật nghịch ngợm, không dễ giáo hóa. Chú hỏi thấy không thấy như thế, Lục Tổ Đại Sư là vị tổ sư, đương nhiên không thể chấp vào những lời nói của chú, liền cầm gậy đánh cho ba gậy, hỏi ta đánh chú có đau hay không? Không biết Thần Hội lúc đó có sợ hay không, bị Lục Tổ Đại Sư đánh cho ba gậy, không biết có khóc hay không nữa. Thần Hội trả lời, con cũng đau cũng không đau. Lục Tổ Đại Sư nói, chú hỏi ta ngồi thiền thấy hay không, ta cũng thấy cũng không thấy. Thần Hội lại hỏi, cái gì gọi là cũng thấy cũng không thấy? Lục Tổ trả lời, cái gì là thấy, ta thường thấy vọng tưởng trong tâm mình, lúc có vọng tưởng liền lập tức đình chỉ nó. Cái gì gọi là không thấy, ta không thấy thị phi tốt xấu của người khác. Quý vị học Phật Pháp đều phải chú ý chỗ này, nên cũng thấy cũng không thấy. Nên thấy lỗi lầm của mình, không nên thấy lỗi lầm của người khác. Cái gì là nó không tốt, nó không đúng, oan nghiệt của nó, tội của nó. Quý vị không nên canh cửa cho người khác, giống như chó giữ nhà. Mình cái gì cũng không có mà chỉ canh cửa cho người khác. Không nói thị phi xấu tốt của người, cho nên ta nói cũng thấy cũng không thấy. Chú nói cũng đau cũng không đau, giải thích như thế nào? Ta đánh chú, nếu chú không đau thì giống như cây cỏ đá gạch. Nếu chú đau thì giống như phàm phu chưa được khai ngộ. Chú đau thì sanh phiền não sân hận, nổi nóng giống như lửa. Chú hỏi thấy và không thấy, đó là đạo lý hai bên, nhị biên. Ta hỏi chú đau hay không đau là pháp sanh diệt. Chú vẫn chưa nhận biết được kiến tánh của mình, lại lớn gan dám lại trêu chọc người, cùng người tranh biện. Thần Hội nghe xong liền biết đạo lý mình nói ra không cứu cánh, không viên mãn, cho nên khấu đầu đảnh lễ, sám hối nhận tội. Sư nói, nếu ngươi vì tâm mê chẳng thấy tánh mình thì hỏi bậc thiện tri thức mà tìm đường chánh giác. Còn nếu ngươi sáng tỏ
Tự thấy tánh mình thì y theo pháp mà tu hành. Người tự mê chẳng thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cũng chẳng thấy. Ta thấy tự ta biết, há thế cái mê của ngươi được sao? Còn nếu ngươi tự thấy cũng chẳng thế cái mê của ta được. Sao chẳng tự biết tự thấy tâm tánh của mình, lại hỏi ta thấy cũng chẳng thấy. Thần hội làm lễ một lần nữa, lại tổ sư hơn trăm lại, xin tha tội lỗi, lại cẩn mẫn theo hầu hạ lục tổ chẳng rời. Giảng: nếu như tâm chú không hiểu rõ, chưa kiến tánh, chú nên thỉnh giáo nơi thiện tri thức, cách thức tu hành, cách thức dụng công. Nếu như đã khai ngộ, có thể nhận biết được bổn tâm, kiến tự bổn tánh, thì nên y pháp tu hành. Chú nay tự mình mê lầm, không biết bổn tâm của mình, chú lại hỏi ta thấy và không thấy. Ta kiến tánh hay không kiến tánh, tự ta biết, ta làm sao có thể thay thế sự mê lầm của chú. Cái mê của chú ta thế không được. Nếu chú tự kiến tánh, chú cũng không thay thế được cái mê của ta. Tại sao chú không tự mình hồi quang phản chiếu, tự mình biết mình thấy hay không thấy? Nay chú rong ruổi bên ngoài tìm cầu, cùng ta đấu cờ phòng, hỏi ta thấy hay không thấy, ta thấy hay không thấy có quan hệ gì đến chú? Thần hội nghe xong biết mình thật sai lầm, sao dám lớn gan như thế, không tự lượng sức mình, cho nên nói: trước cửa thánh nhân bán bách tánh, đến trước cửa của Khổng Phu Tử giao bán sách bách gia tánh. Nói sách của tôi là có giá trị nhất, các ông có ai mua không? Có câu: ban môn lộng phủ, múa búa trước lỗ ban. Thần hội sám hối đảnh lễ hơn trăm lại, kính mong đại sư tha thứ cho con đã sai lầm. Con là đứa trẻ còn khờ khạo, không biết trời cao đất dày. Sau khi trước mặt đại sư nhận tội, thần hội bèn ở lại làm công quả. Tất cả những công việc nặng nhẹ gì thần hội đều làm hết, ngày ngày theo lục tổ đại sư nghe kinh thính pháp, làm thị giả cho lục tổ. Trong những môn đồ của lục tổ đại sư, thần hội tuổi nhỏ nhất mà cũng nghịch ngợm nhất. Một ngày kia, đại sư bảo đồ chúng rằng: ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không chữ, không lưng không mặt, các ông biết chăng? Thần hội bước ra bạch rằng ấy là cái bổn nguyên của chư Phật, là cái Phật tánh của thần hội. Sư nói: ta đã nói với ngươi vật không tên không chữ, ngươi lại kêu là bổn nguyên, là Phật tánh. Hãy đi lấy cỏ tranh che đầu, ngươi chỉ có thể thành một tông đồ chi giải mà thôi. Sau khi tổ sư tịch rồi, thần hội vào thành Lạc Dương mở rộng môn đốn giáo Tào Khê, làm sách hiền tông ký, truyền bá ở thế gian rất thịnh hành. Người đời tôn xưng là Hà Trạch Thiền Sư. Giảng: một ngày nọ, lục tổ đại sư nói với đại chúng: tôi có một vật, các ông đoán coi là cái gì? Nó không có đầu, cũng không có đuôi, không có danh, cũng không có tự. Giống như An Tử là tên của tôi, Độ Luân là tự của tôi, Tuyên Hóa là pháp danh. Không có lưng, cũng không có mặt. Các ông có biết vật này không? Mọi người đều im lặng, không có lời đáp. Bất luận có biết hay không biết đều không lên tiếng. Mà chú bé thần hội này khi thấy mọi người không lên tiếng, bèn chạy ra nói: vật này con biết, đó là bổn nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Lục tổ đại sư nói: tôi đã nói với chú rồi, nó không có danh cũng không có tự, tại sao chú lại kêu nó là bổn nguyên, là Phật tánh? Chú đến bên kia lấy cỏ tranh che đầu cho xong. Chú là đứa bé, chỉ có thể trở thành một môn đồ có chi giải thiền tông, chú chưa có chân chánh hiểu rõ. Tuy là một trận na dày, nhưng sự thật đó là ấn chứng, nói chú là chi giải tông đồ giai đoạn này cũng đã rất khó làm được. Sau khi lục tổ đại sư viên tịch nhập Niết Bàn, thần hội liền đến kinh thành Lạc Dương, phát dương rộng lớn đốn giáo Tào Khê, trước tác hiển tông ký, thuyết minh hai tông Nam Bắc. Thuyết minh Nam Tông lục tổ đại sư là tổ chân chánh, mà Bắc Tông thần tú đại sư là tổ sư giả vì không được truyền pháp tâm ấn. Cho nên thần tú là tổ sư ngụy tạo, sách này lưu thông rộng rãi, thịnh hành ở đời. Nếu không phải đại sư thần hội trước tác hiển tông ký, sợ rằng đồ đảng của thần tú sẽ đoạt đi danh hiệu của lục tổ đại sư. Nhưng vì có hiển tông ký nên thần tú không dám giả mạo nữa. Pháp sư thần hội còn có biệt hiệu là Hà Trạch Thiền Sư, Hà Trạch là nơi ngài cư trú. Đại sư thấy môn đồ các phái nạn vấn ngài đều khởi tâm ác, bọn họ đa số nhóm tập dưới tòa của sư. Ngài động lòng thương mà bảo rằng: người học đạo thì cả thảy niệm thiện niệm ác đều phải bỏ hết, không tên có thể gọi ấy là gọi là tự tánh. Cái tánh không hai ấy gọi là thực tánh, do nơi thực tánh mà lập ra cả thảy giáo môn. Vậy nghe lời này tiện phải tự thấy. Mọi người nghe nói cả thảy đều làm lễ xin thờ đại sư làm thầy.
Giảng, lúc đó không chỉ đồ đảng của thần tú muốn sát hại Lục Tổ Đại Sư, mà các tông phái khác như Duy Thức Tông, Pháp Hoa Tông, trưởng lão của các tông đều phái người đến khảo nghiệm ngài. Người này đưa ra vấn đề khó để hỏi, chỗ kia cũng đưa ra vấn đề khó khăn để thử thách. Như có người hỏi, Phật trước Pháp sau hay là Pháp trước Phật sau, Phật Pháp từ đâu sanh ra? Lục Tổ Đại Sư trả lời, ông có thể thuyết Pháp, đó là Phật trước Pháp sau. Nếu ông có thể nghe Pháp, đó là Pháp trước Phật sau. Phật Pháp từ trong chúng sanh sanh ra. Họ vấn nạn nhiều câu, Lục Tổ Đại Sư đều trả lời cho họ. Nhưng nhìn thấy tình hình có nhiều phiền phức như thế, những người đến vấn nạn đều khởi ác tâm đối với Lục Tổ Đại Sư, đều muốn giết ngài hoặc đầu độc ngài. Quý vị xem, là một vị tổ sư thì có nhiều người phản đối ngài như thế. Những kẻ ác này, gián điệp, đều đến đây ở tụ tập trong môn hạ của ngài như thế để dễ ám hại ngài. Lục Tổ Đại Sư nhìn thấy tình hình như thế liền sanh lòng thương xót, nói với đại chúng: chúng ta là người tu đạo, không nên có niệm ác niệm thiện, cần nên đoạn trừ, đừng để sót, không cho tồn tại, ngay một danh tướng cũng không có. Cái này gọi là tự tánh. Tự tánh chính là bất nhị, tánh bất nhị cũng chính là thực tánh, cũng gọi thực tướng. Trên thực tướng mới có thể thành lập tất cả giáo môn. Thực tướng không phải ở miệng nói mà thôi. Tôi này đang nói thực tướng này, các ông lập tức chứng tác lý thể của thực tướng này, như thế mới được. Tất cả người xuất gia nghe nói ngay, cái niệm thiện ác cũng không còn mà họ đến đây với ý đồ sát hại Lục Tổ hoặc làm đặc vụ tình báo, đây đều là niệm thiện ác. Nghe Lục Tổ Đại Sư giảng như thế, họ được tỏ thấu, cho nên đều khấu đầu đảnh lễ. Chúng con xin sửa đổi lỗi lầm, cải hóa tự tân, từ đây hoàn toàn thành con người mới. Chúng con xin kính bái Đại Sư làm sư phụ chúng con. Niên hiệu Thần Long năm đầu, vào ngày rằm Thượng Nguyên, Tắc Thiên Hoàng Thái Hậu và Trung Tông Hoàng Đế ra lời chiếu rằng: chấm thỉnh an tú nhị vị đại sư vào cung đặng cúng dường. Mỗi khi rảnh việc thì nghiên cứu về Nhất Thừa, nhưng hai sư đều nhượng rằng ở phương Nam có Huệ Năng Thiền Sư được mật thọ y pháp của Hoằng Nhẫn Đại Sư, ấy là người truyền tâm ấn của Phật, vậy nên thỉnh người mà hỏi đạo. Này sai nội thị là Tiết Giảng mang chiếu kinh thỉnh, xin tổ sư từ bi niệm tình mau đến kinh đô. Giảng, Thần Long là niên hiệu của đường Trung Tông, Thượng Nguyên Nhật, tức là tiết nguyên tiêu ngày 15 tháng Giêng, ngày 15 tháng 7 gọi là Trung Nguyên Nhật. Võ Tắc Thiền là nữ hoàng đế đời đường rất sùng tín và ủng hộ Phật giáo, nhưng vị nữ hoàng đế này không có giữ gìn quy củ. Bất cứ việc gì bà cũng dám làm, nhưng bà lại có lòng tin đối với Phật giáo. Vì thế bà đều thỉnh các đại đức cao tăng đương thời vào hoàng cung cúng dường. Trung Tông là con của Võ Tắc Thiên, lên ngôi không bao năm, Võ Tắc Thiên liền biếng chức cho làm Lỗ Lăng Vương và tự mình tức vị lên làm hoàng đế và hạ chiếu viết: chấm đã cùng thỉnh Huệ An Thiền Sư ở Tung Nhạc và Bắc Tông Thần Tú Đại Sư vào hoàng cung cúng dường. Sau khi xử lý muôn ngàn việc quốc sự nặng nề, giờ rảnh ra chấm thường nghiên cứu pháp môn đốn giáo. Nhưng hai vị pháp sư này đều nhường nói, đạo đức của chúng tôi không bằng Đại sư Huệ Năng ở Quảng Đông Nam Phương. Huệ Năng Đại sư là người mật thọ y bát của Ngũ Tổ Đại sư Hoằng Nhẫn, là người kế thừa chân chánh pháp môn truyền Phật tâm ấn, vì vậy nên mời Huệ Năng Đại sư đến học hỏi. Và vì thế mà nay chấm phái nội thị trong cung, tức thái giám trong cung, tên gọi Tiết Giản, mang chiếu thư của Hoàng đế đến cung thỉnh Đại sư, kính mong Đại sư thương xót chúng sanh, mau chóng đến kinh đô Trường An. Sư dân sớ cáo bệnh xin từ, nguyện trọn đời ở chốn rừng non. Tiết Giản bạch, ở kinh thành các vị thiền đức đều nói rằng muốn đặng tâm ngộ đại đạo tất phải ngồi thiền tập định, nếu chẳng nhờ thiền định mà đặng giải thoát thì điều ấy chưa từng có, chẳng biết lời dạy của tổ sư như thế nào. Giảng, Lục Tổ Đại Sư viết một biểu chương, cũng chính là thư trả lời tôi nhiều bệnh. Kỳ thực Lục Tổ Đại Sư không có bệnh, đây chỉ là nói lời phương tiện, không phải nói lời vọng ngữ. Tại sao vậy? Vì Lục Tổ Đại Sư không muốn yết kiến hoàng đế, nhất là không muốn yết kiến nữ hoàng đế, huống chi bà lại không có chú ý đến việc quy củ, lại không giữ gìn giới luật, cho nên không vui gặp bà. Nhưng Lục Tổ không thể nói bà là nữ hoàng đế, tôi là tổ sư, tôi không cần phải yết kiến nữ hoàng đế, cho nên cáo bệnh thoái thác nói tôi đã lớn tuổi lại có nhiều bệnh, tôi nguyện suốt đời ở nơi rừng núi. Đây là phẩm thứ 9 trong bổn chú thích của Đinh Phúc Bảo, nói
Đây là phẩm hộ pháp, là điều sai lầm, nên là phẩm tuyên chiếu. Tuyên tức là hoàng đế thỉnh lục tổ đại sư và hoàng cung cúng dường, chiếu tức là chiếu thư. Tuyên đọc chiếu thư của hoàng đế thỉnh lục tổ đại sư đến kinh đô, không thể gọi là phẩm hộ pháp. Tiết giản nói, các vị đại đức ở kinh thành đều nói như thế này. Nếu hành giả muốn hiểu rõ đạo pháp, cần phải tọa thiền tu tập định lực. Nếu không phải do thiền định mà được giải thoát, đây là điều không bao giờ có. Còn không biết tổ sư ngài thuyết pháp thế nào? Đại sư nói, đạo do tâm mà ngộ, đâu phải do ngồi. Kinh nói, nếu nói Như Lai hoặc nằm hoặc ngồi là hành tà đạo, bởi cớ sao? Không từ chỗ nào mà lại, cũng không từ chỗ nào mà đi. Không sanh không diệt là tánh Như Lai thanh tịnh thiền. Các pháp đều vắng lặng trống không là tánh Như Lai thanh tịnh tọa. Thế là cứu cánh không chứng đắc, hà huống là ngồi. Giảng lục tổ đại sư tuy không biết chữ, nhưng những lời ngài giảng ra người tầm thường khó có thể ngộ đến. Ngài nói đạo là từ trong tâm ngộ, sao có thể chỉ là ngồi? Chỉ ngồi thì không thể được hiểu rõ khai ngộ đạo lý Phật pháp, gọi là giải. Ngồi là hành, nếu chỉ hành mà không giải đó là ngu si, nếu chỉ giải mà không hành đó là khẩu đầu thiền. Cho nên hiểu rõ xong thân cần phải nỗ lực thực hành, chớ không phải suốt ngày ngồi hoài, ngồi mấy chục năm một chút đạo lý cũng không hiểu, tâm mình cũng không thể khai ngộ. Kinh Kim Cang nói, nếu có người nói Như Lai, như đến, như đi, như ngồi, như nằm, thì người này không hiểu nghĩa của ta nói. Tại sao vậy? Như Lai là vô sở tùng, Lai cũng vô sở khứ, cho nên gọi là Như Lai. Nếu nói Phật là ngồi hoài hoặc nằm hoài, đó là bảng môn ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì Phật là vô sở tùng, Lai cũng là vô sở khứ. Ngài cũng không sanh, cũng không diệt, đó mới là Như Lai thanh tịnh thiền. Tất cả pháp vốn không tịch, đây là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh thì không có chỗ chứng đắc, sao lại muốn ông ngồi hoài? Thường ngồi hoài cũng là một loại chấp trước. Tiết giản bạch, đệ tử về kinh, chúa thượng át hỏi, xin tổ sư tử bi dạy chỗ yếu chỉ về tâm tánh, đặc truyền tấu lại lưỡng cung, thái hậu và vua, cùng các vị học đạo trong kinh thành, tỉ như một ngọn đèn, mồi ra trăm ngàn ngọn, các chỗ tối đều sáng, sáng sáng không cùng. Sư nói đạo không sáng tối, sáng tối là cái nghĩa thay thế, sáng sáng không cùng cũng là có cùng. Hai cái tối sáng đối đãi nhau mà lập ra cái tên, cho nên kinh Tịnh Danh nói pháp không có chi sánh, không có gì tương đối được. Giảng Tiết Giảng nói, khi đệ tử hồi kinh, hoàng đế nhất định hỏi đệ tử, kính mong đại sư phát đại từ bi chỉ thị đạo lý quan trọng, dùng tâm ấm tâm khiến con trở về bẩm cáo hoàng đế và để cho những người học đạo trong kinh thành đều biết, giống như một ngọn đèn có thể châm mồi trăm ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ hắc ám cũng được quang minh, khiến cho ánh sáng quang minh không cùng không tận. Lục tổ đại sư nói, bổn thể của đạo cũng chính là bổn thể của tánh, không có minh cũng không có ám, minh ám chỉ là ý nghĩa đối đãi. Minh đến thì ám đi, ám đến thì minh đi, minh thay thế cho cái ám này, ám thay thế cho cái minh này. Ông nghe nói minh minh vô tận, đó cũng là hữu tận. Tại sao vậy? Vì nó là pháp đối đãi, minh đối với ám, có đối đãi thì có hữu tận. Cho nên kinh Duy Ma Cật nói, pháp thì không thể so sánh. Nó là tuyệt đãi mà không phải tương đãi, là tuyệt đối mà không phải tương đối. Tiết giản bạch, sáng tỉ như trí huệ, tối tỉ như phiền não. Người tu hành nếu như không lấy trí huệ mà chiếu phá phiền não thì nhờ đâu mà ra khỏi chỗ vô thủy sanh tử? Sư nói phiền não tức là bồ đề, chẳng phải hai và chẳng phải khác nhau. Lấy trí huệ mà chiếu phá phiền não là chỗ thấy hiểu của hạng nhị thừa, là cái căn cơ của xe nai xe dê, bậc đại trí thượng căn chẳng phải làm như vậy. Giảng Tiết Giảng nói, mình là ví dụ cho trí huệ, ám ví dụ cho phiền não. Tất cả người học đạo nếu không dùng trí huệ phá tan tất cả phiền não thì sanh tử từ vô thủy kiếp cho đến hôm nay đương vào cái gì mà có thể xuất ly? Lục tổ đại sư trả lời, phiền não tức là bồ đề giác tánh. Ông không nên đem phiền não và bồ đề phân chia làm hai thứ, chúng nó thì không có sai khác. Nếu ông muốn dùng trí huệ chiếu tan phiền não, đây là kiến giải của nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác, không phải là nhất Phật thừa của đại thừa. Thanh Văn Duyên Giác giống như cơ duyên của xe dê xe nai, mà trí huệ tối thượng thừa và chúng sanh căn tánh tối thượng, phương pháp tu hành của họ hoàn toàn không phải như thế. Tiết giản bạch, chỗ thấy hiểu của bậc đại thừa như thế nào? Sư nói sáng và không sáng, người phàm thấy có hai,
Còn người trí rõ thông thấy cái tánh sáng và không sáng chẳng phải là hai. Cái tánh không hai chính là thật tánh. Cái thật tánh ở nơi phàm phu mà chẳng bớt, ở nơi hiền thánh mà chẳng thêm, ở nơi phiền não mà chẳng dối, ở nơi cảnh thiền định mà không lặng, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng lại, chẳng đi, chẳng phải ở giữa, ở trong hay ở ngoài, chẳng sanh, chẳng diệt. Tánh và tướng đều như như, thường trụ không rời đổi, cho nên gọi là cái thật tánh, gọi cái thật tánh là đạo. Giảng, Tiết Giản nói, cái gì là kiến giải đại thừa? Lục Tổ Đại Sư trả lời, minh và vô minh. Kẻ phàm phu xem đó là hai loại khác nhau, nhưng người có trí huệ thì hiểu rõ tánh của nó không có hai thứ, là tánh vô nhị, đó là thực tánh. Cái gì gọi là thực tánh? Chính là trong chúng sanh vô muội, nó không giảm. Trên địa vị người thánh nhân, nó cũng không tăng. Trong cảnh giới phiền não, nó không loạn. Lúc thiền định, nó cũng không có tịch tĩnh, nó cũng động, cũng tịnh, cũng động. Không đoạn, cũng không thường, không đến, cũng không đi. Không ở chính giữa, không ở bên trong, không ở bên ngoài, không sanh, không diệt. Tánh cũng như như, tướng cũng như như, tánh tướng đều là nhất thể. Nó là thường trụ không động, vì thế đặt tên cho nó là đạo. Tiết Giản bạch, đại sư nói cái lý chẳng sanh chẳng diệt, trong đó có chỗ nào khác với cái thuyết của ngoại đạo chăng? Sư nói cái sở thuyết của ngoại đạo nói rằng chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt dứt cái sanh, lấy cái sanh mà bày rõ cái diệt, nhưng diệt mà cũng như chẳng diệt, sanh mà nói chẳng sanh. Còn ta nói chẳng sanh chẳng diệt nghĩa là cái tánh bổn lai vốn tự không sanh, nay cũng chẳng diệt. Cho nên cái thuyết sanh diệt của ta chẳng giống với cái thuyết sanh diệt của ngoại đạo. Ông muốn biết chỗ yếu chỉ của tâm thì đừng suy tính đến cả thảy các điều thiện ác. Như thế tự nhiên đặng vào cái tâm thể trong sạch, phẳng bằng, vắng lặng, diệu dụng vô cùng. Giảng, Tiết Giản nói. Đại sư thuyết bất sanh bất diệt cùng với ngoại đạo nói ra đâu có gì sai khác. Lục Tổ đại sư trả lời. Ngoại đạo nói bất sanh bất diệt, diệt rồi thì không sanh, để chỉ cái sanh, lấy sanh để hiển diệt, cho nên nói sanh diệt là hai thứ. Tuy nói nó diệt nhưng không phải chân diệt, tuy tiếp tục sanh nhưng nói không sanh. Còn tôi nói bất sanh bất diệt là bổn lai, nó không có sanh, cho nên nay nó cũng không có diệt. Vì vậy tôi nói bất sanh bất diệt thì không giống với lời nói của ngoại đạo. Ông muốn biết tánh quan trọng của tâm địa pháp môn truyền tâm diệu pháp thì không nên suy tính nghĩ tưởng tất cả thiện và tất cả ác. Lúc đó ông tự nhiên sẽ hiểu rõ đạo lý này mà đắc nhập tâm thể thanh tịnh vốn có, nó là vĩnh viễn trạng nhiên thanh tịnh mà không phải tạm thời thanh tịnh. Tuy nó là trạng nhiên thường tịch, nhưng trong chân không của nó có diệu hữu, công dụng phi diệu của nó còn nhiều hơn hằng hà xa số. Tiết Giản nhờ đại sư chỉ dạy hoát nhiên đại ngộ, làm lễ từ giã về kinh đô, dâng biểu các lời đại sư giảng dạy. Ngày 3 tháng 9 năm ấy có lời chiếu dụ rằng đại sư đã cáo từ bởi già bệnh, vậy hãy vì trẫm mà hành đạo để tạo phước điền cho nước nhà. Đại sư cũng như ngài Duy Ma Cật, mặc dầu bệnh hoạn cũng ở lại Tỳ Gia Ly mà xiển dương môn đại thừa, truyền tâm ấn của chư Phật và tuyên bày pháp bất nhị. Tiết Giản có truyền lại chỗ đại sư chỉ dạy về cái tri kiến Phật, trẫm nhờ chứa điều lành, có phước dư và kiếp trước đã có chồng cội lành, nên nay khiến có đại sư ra đời mà đặng liền hiểu rõ pháp thượng thừa. Trẫm rất cảm đội ơn đại sư, chẳng bao giờ quên. Trẫm xin dâng cho đại sư một cái áo cà sa và một cái bát bằng thủy tinh. Trẫm ra lệnh cho quan thứ sử ở Thiều Châu sửa sát miếu tự và sát tứ cho chùa cũ của đại sư ở hiệu là Quốc Ân Tự. Giảng, Tiết Giản được Lục Tổ đại sư chỉ dạy rồi hốt nhiên khai ngộ, vì thế hướng đại sư đảnh lễ từ biệt trở về hoàng cung. Ông ta đem tất cả những đạo lý do đại sư thuyết ra viết thành tấu chương dâng lên hoàng đế. 3 tháng 9 năm đó có một chiếu thư tưởng dụ Lục Tổ đại sư. Đại sư ngài cáo bệnh từ tạ chiếu thỉnh, vì trẫm tu đạo ngài thật là phước điền của quốc gia, là vị cao tăng tu hành nhất của quốc gia. Đại sư giống như cư sĩ Duy Ma trong kinh Tịnh Danh, già bệnh ở thành Tỳ Gia, ngài xiển dương Phật pháp đại thừa ở chùa Nam Hoa, truyền pháp môn Phật tâm ấn, thuyết giảng pháp môn bất nhị, sanh diệt như như, tánh tướng bất nhị. Tiết Giản sau khi trở về cung truyền đạt những lời dạy của ngài cho trẫm. Tri kiến của ngài là tri kiến của Như Lai, trẫm nhiều kiếp nhiều đời rộng làm việc thiện, cho nên nay có vinh hạnh như thế. Cũng vì trẫm kiếp trước gieo trồng thiện căn bồ đề, cho nên mới có thể gặp tổ sư ngài xuất thế.
khiến cho trẫm nhanh chóng hiểu rõ diệu lý tối thượng thừa. Trẫm mong ơn ngài giáo hóa. Đối với đại sư cảm ơn bất tận, ngày ngày trẫm đều đem những lời dạy của ngài khấu đầu đảnh lễ không ngừng. Nay trẫm kính dâng ca sa ma nạp do nước Cao Ly triều cấu. Y ca sa này tôi có thấy qua do Võ Tắc Thiên cúng dường lục tổ đại sư. Bên trên có nhiều mảnh, mỗi mảnh có thêu một tượng Phật. Nghe nói Võ Tắc Thiên tự tay thêu lấy. Chiếu thư của Võ Tắc Thiên tiếp tục nói, lại dâng lên bát thủy tinh. Bát thủy tinh giống như lưu ly, trong ngoài thấu triệt. Trẫm sắc lệnh thứ sử Thiều Châu trùng tu ngôi chùa do ngài xây dựng ở Tân Châu và nơi quê ngài ra đời, xây dựng một tự viện gọi là Quốc Ân Tự. Một ngày kia, đại sư gọi các môn nhân Pháp Hải, Trí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt, Trí Đạo, Pháp Chân, Pháp Như mà nói rằng, chúng người chẳng phải giống như những người khác, sau khi ta diệt độ rồi, các ngươi mỗi người sẽ ra làm thầy một phương. Nay ta dạy các ông, khi ra thuyết pháp chẳng làm sai lạc bổn tông, giảng phó là phân phó, chúc là chúc phó. Tức là những lời phó chúc của lục tổ đại sư cho môn đồ, phẩm này là phẩm thứ 10. Một ngày nọ, lục tổ đại sư kêu 10 đại đệ tử, những đệ tử được ngài truyền pháp là Pháp Hài, vị pháp sư ghi chép lại lục tổ đàn kinh là đại đệ tử của lục tổ đại sư, cho nên viết tên mình đầu tiên, pháp sư này nhất định tranh đệ nhất mới được. Trí Thành, thần tú đại sư từng phái Trí Thành làm gián điệp, trộm pháp, không ngờ ngài không có trộm pháp mà lại bỏ tối theo sáng. Pháp Đạt là vị pháp sư niệm kinh Pháp Hoa 3000 biến, đảnh lễ đầu không sát đất. Thần Hội là chú bé 13 tuổi nghịch ngợm, dám cùng với lục tổ đại sư đấu cơ phong. Trí Thường, Trí Thông, Trí Triệt là Phi Miêu họ Trương, lại có Pháp Chân, Pháp Như, vân vân. 10 vị đại đệ tử đều đến trước lục tổ. Lục tổ nói với họ rằng, các ông 10 vị đây không giống như những người khác, các ông nên làm pháp chủ giáo hóa một phương. Sau khi ta viên tịch, các ông đều làm bậc thầy mô phạm của trời người một phương, là bậc đáng cho trời người cúng dường. Ta nay dạy các ông dạy một phương pháp Hoằng Dương Phật Pháp, các ông nên thuyết pháp như thế nào? Lúc thuyết pháp không nên làm mất đi tông chỉ của pháp môn đốn giáo. Trước hết phải cử ra ba khoa pháp môn, sau dùng 36 pháp đối. Được vậy thì dẫu ra vào mà chẳng lìa bồ đề đạo tràng, ra vào mà chẳng rơi vào nhị nguyên. Khi nói cả thể các pháp chớ lìa tự tánh của mình. Thoạt có người hỏi chúng người về Phật Pháp, thì các lời nói ra phải cặp nhau, đều phải dùng pháp đối qua lại đối nhau, rốt cùng cả hai pháp đều bỏ hết, lại không chấp chỗ bỏ ấy nữa. Giảng, các ông giảng pháp nên căn cứ tam khoa, lấy tam khoa làm pháp môn căn bản, lại dùng 36 đối đãi hay cặp để giảng kinh thuyết pháp. Các ông được như thế thì có thể ở tự tại ra vào trong bồ đề đạo tràng. Lúc giảng kinh thuyết pháp, điều quan trọng nhất là không rời tự tánh mà thuyết pháp. Có người hỏi các ông Phật Pháp, đạo lý mà các ông nói ra nhất định có một loại pháp đối đãi, song quan ngữ, lối chơi chữ, tức nó như thế nào thì có lý như thế đó. Đối với người cần phải dùng pháp đối đãi để ứng phó, đơn cử như vấn đề đến và đi, đến và đi thì đều giống nhau, theo nhau, tương đồng, tương tuần. Vì nếu không có đến sẽ không có đi sẽ không có đến. Đến tức là nhân của đi, đi là nhân của đến. Đến đi hai pháp đều trừ, lại cũng không còn chỗ đi được nữa. Ba khoa pháp môn ấy là ấm, giới và nhập. Ấm là năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Nhập là 12 chỗ vào, ngoài có 6 trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong có 6 cửa, 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thần ý. Giới là 18 giới hạn, 6 trần, 6 cửa và 6 thức. Tánh mình tự tánh, bao hàm muôn pháp nên gọi là hàm tàng thức. Nếu tánh khởi nghĩ tưởng, tức là tánh chuyển ra thức, thức này lại sanh ra 6 thức, 6 thức chun ra 6 cửa, rồi gặp 6 trần, thế thì 18 giới đều do tánh mình khởi dụng. Giảng, cái gì là tam khoa pháp môn? Chính là ấm, giới, nhập. Ấm là ngũ ấm, nhập là 12 nhập, giới là 18 giới. Ngũ ấm chính là sắc thọ tưởng hành thức, nhập là 12 nhập. Cái gì là 12 nhập? Tức ngoài 6 trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, trong 6 cửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý hợp lại chính là 12 nhập. Giới là 18 giới, tức là 6 trần, 6 cửa, 6 thức. Trong 6 căn, 6 cửa sanh ra 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Trong tự tánh bao hàm tất cả pháp môn,
cho nên đặt tên cho nó là hàm tàng thức, còn gọi là thức thứ 8. Thức này có thể chuyển thành đại viên cảnh trí, nhưng nếu quý vị khởi một niệm tưởng hay suy nghĩ, tức là tư lượng. If you give rise to a thought or to thinking or considering, thì hàm tàng thức sẽ chuyển ra thức thứ 7. Từ thức thứ 7 lại sanh ra 6 thức. 6 thức khi ra khỏi 6 cửa sẽ gặp 6 trần. Trên đây là giảng về 18 giới, chúng nó đều là dụng tự trong tâm sanh ra. Nếu tánh mình tà thì khởi ra 18 điều tà, còn tánh mình chánh thì khởi ra 18 điều chánh. Tánh mình ứng dụng theo điều giữ, tức là chỗ ứng dụng của chúng sanh, còn tánh mình ứng dụng theo điều lành, tức là chỗ ứng dụng của Phật. Vậy chỗ khởi dụng ra đâu mà có? Do nơi tánh mình vậy. Những pháp đối là: năm pháp đối của loài vô tình ở ngoại cảnh: trời đối với đất, mặt nhật đối với mặt nguyệt, sáng đối với tối, âm đối với dương, nước đối với lửa, ấy là năm pháp đối. Giảng: tự tánh nếu tà thì 18 giới biến thành tà, tự tánh nếu chánh thì 18 giới chánh. Nếu dụng không đúng thì đó là chúng sanh dụng, nếu dụng thiện, viên mãn, đó chính là Phật dụng. Dụng từ đâu đến đều từ trong tự tánh sanh ra. Đây là vì tự tánh có pháp đối đãi mà ngoại cảnh vốn là vô tình. Cái gì gọi là ngũ đối? Nếu người hỏi trời thì đem đất đối. Nhật và nguyệt là một đối, minh và ám là một đối, âm và dương là một đối, nước và lửa là một đối. Đây là năm đối. Diễn bày về pháp tướng thì có 12 đối. Tiếng nói đối với pháp, có đối với không, có sắc chất đối không sắc chất, có tướng đối với không tướng, hữu lậu đối với vô lậu, sắc đối với không, động đối với tịnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ, ấy là 12 pháp đối. Giảng: lại có pháp tướng 12 đối, tức là ngữ ngôn và pháp là pháp đối đãi, có và không là pháp đối đãi, hữu sắc và vô sắc là pháp đối đãi, hữu tướng và vô tướng đối, pháp hữu lậu và pháp vô lậu đối, sắc và không đối, tịnh và động đối, trong cùng đục đối, phàm phu và thánh nhân đối, người xuất gia và người tại gia đối, già và trẻ đối, lớn và nhỏ đối. Đây là 12 đối của ngôn ngữ pháp tướng. Tánh tình, tánh mình tự tánh, khi khởi dụng, sanh ra 19 pháp đối: dài đối với ngắn, tà đối với chánh, si đối với huệ, ngu đối với trí, lạ đối với định, từ đối với độc, giới đối với phi, ngay đối với vậy, thật đối với dối, hiểm đối với bình, phiền não đối với bồ đề, thường đối với không thường, bi đối với hạ, vui đối với giận, bố thí đối với bòn sèn, tới đối với lui, sanh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân, ấy là 19 pháp đối. Giảng: lúc trần như tự tánh sanh khởi tác dụng, nó có 19 đối, tức là dài đối với ngắn. Không có dài thì không hiển được cái ngắn, nếu không có ngắn thì không hiển được cái dài. Cho nên dài và ngắn là pháp tương đối. Ở giữa dài ngắn là trung đạo, giữa tà và chánh cũng là nghĩa trung đạo. Cho nên tà và chánh đối, ngu si và trí huệ đối, ngu dốt và thông minh cũng là tương đối, loạn và định đối. Tại sao trong tâm loạn? Tại vì không có định lực. Từ và độc đối, vì từ có thể ban vui. Giới và phi đối, giới tức là chư ác mạc tác, chúng tiện phụng hành, cho nên nó cùng với sai quấy đối. Ngay thẳng và cong phải đối, thực và hư đối, nguy hiểm và bình an đối, phiền não và bồ đề đối, thường và vô thường đối. Bi có thể bạt khổ, nó cùng với hại đối. Hoan hỷ và sân nhuế đối, bố thí và san tham đối. Năng xả thì không có san tham, tiến trước và lui sau đối, sanh và diệt đối, pháp thân biến mãn khắp nơi, cùng với sắc thân đối, hóa thân với báo thân đối. Trên đây là do tự tánh sanh ra cái dụng này, có 19 đối. 36 pháp đối ấy, nếu hiểu mà dùng, thì nói suốt tất cả kinh pháp, ra vào đều lìa cả hai bên. Giảng: Lục Tổ Đại Sư nói 36 đối pháp này, nếu các ông hiểu rõ dụng của nó, thì có thể quán thông tất cả Phật pháp kinh điển. Tất cả Phật pháp kinh điển đều từ đạo lý này sanh ra. Được như thế thì ra vào sẽ không rơi vào hai bên. Đây là trung đạo liễu nghĩa. Khi tánh mình, tự tánh, động dụng, nói chuyện với người, thì ngoài đối với tướng mà phải lìa tướng, trong đối với không mà phải lìa không. Nếu toàn trước tướng, tức là làm lớn thêm cái tà kiến, bằng toàn chấp không, tức là làm lớn thêm sự vô minh. Người chấp không thường có ý chê khinh, nói rằng chẳng dùng văn tự,
đã rằng chẳng dùng văn tự lẽ thì họ chẳng nên nói ra lời nói mới phải, vì lời nói ra tức là cái tướng của văn tự, lại nói trực tâm là đạo tràng không lập văn tự, nhưng hai chữ không lập đó cũng là văn tự. Thế thế người ta nói thì chê lời nói của người, đấy chính là chấp trước văn tự. Các ông phải biết tự mình mê còn dung được, sao dám chê bai kinh Phật? Chẳng nên chê kinh mà phải bị tội chướng vô cùng. Giảng: lúc tự tánh sanh khởi dụng, lúc cùng người khác nói chuyện bên ngoài nên ở tướng mà ly tướng, bên trong thì nơi không mà ly không. Nếu các ông trong ngoài đều trước tướng thì sẽ sanh ra tà tri tà kiến. Nếu các ông không chấp có mà lại chấp vào không thì sẽ tăng trưởng vô minh. Người chấp trước vào không sẽ nói như thế này: cái gì cũng không cần học kinh điển, vì tất cả đều là không, không cần dùng văn tự, văn tự là chấp tướng. Đã nói không dùng văn tự vậy thì y cũng không nên nói, vì ngữ ngôn là tướng của văn tự, văn tự chính là ngữ ngôn. Lại nói trực tâm là đạo trường, không cần lập văn tự. Cần biết hai chữ không lập ở đây vẫn là văn tự, vẫn chưa có rời văn tự. Nếu thấy người liền hủy bán người, nói người chấp vào văn tự. Các ông 10 người cần biết tự mình mê lầm thì không nói gì, vì tự mình đã mê lầm. Đó là việc mê lầm của mình, nhưng hủy báng Phật kinh, nói không công đức thì tạo nghiệp tội vô cùng vô tận. Trước tướng bên ngoài mà lập ra phép tắc để cầu chân đạo, hoặc rộng mở đạo tràng, hoặc nói ra những điều lỗi lầm về chỗ có chỗ không, người như thế ấy dầu tu mấy muôn kiếp cũng không thể thấy tánh được, phải nghe và y theo chánh pháp mà tu hành. Lại cũng chẳng nên chẳng nghĩ đến mọi việc mà đối với việc tự tánh tu đạo bị chướng ngại. Nếu nghe pháp mà chẳng tu, ắt khiến người trở lại sanh tà niệm. Phải y theo pháp mà tu hành, còn thí pháp thì đừng trụ vào tướng. Nếu các ông đều rõ thì y theo đây mà ứng dụng, y theo đây mà hành động, y theo đây mà làm các việc thì chẳng lạc bổn tông. Nếu ông bên ngoài chấp tướng dùng vọng tâm tác pháp cầu chân, làm muôn việc trước tướng để cầu chân lý, hoặc kiến lập đạo trường, hoặc nói lỗi lầm có không, loại người này nhiều kiếp nhiều đời cũng không hiểu, không minh tâm kiến tánh được. Ông chỉ nên nghe lời nói của tôi, y theo pháp tu hành là được rồi, nhưng lại không nên châm vật không nghĩ, vì đây lại biến thành ngoan không, đối với tự tánh tu đạo sẽ sanh ra chướng ngại. Nếu ông chỉ nghe mà không y pháp thực hành sẽ khiến người sanh ra tà niệm. Ông cần nên y theo lời thuyết pháp của tôi tu hành mà không chấp tướng. Nếu ông hiểu rõ đạo lý của tôi nói ra mà y theo đạo lý của tôi đã dạy mà đi giảng kinh thuyết pháp, y theo đạo lý của tôi nói ra mà sanh ra dụng biến hóa, y theo lời nói của tôi mà tu hành, y theo đạo lý của tôi nói ra mà thân hành thực tiễn, thì sẽ không mất đi tông chỉ của đốn giáo. Nếu có người hỏi các ông về đạo nghĩa, hỏi có thì đối không, hỏi không thì đối có, hỏi phàm thì đối thánh, hỏi thánh thì đối phàm, hai đường đối nhau thì sanh ra nghĩa trung đạo. Một câu hỏi một câu đáp, đến như các câu hỏi khác, cứ y theo đây mà thi hành thì chẳng sai lý vậy. Giả như có người hỏi sao gọi là tối, đáp sáng là nhân, tối là duyên, sáng dứt thì tối. Lấy cái sáng mà chỉ rõ cái tối, lấy cái tối mà chỉ rõ cái sáng, qua lại đối nhau thì thành cái nghĩa trung đạo. Mấy điều hỏi khác, tất cả đều y theo cách chỉ đó mà trả lời. Ngày sau các ông có đi chuyển pháp, cứ y theo pháp ấy mà chuyển dạy nhau, chớ làm sai tông chỉ. Giảng: khi có người hỏi ông pháp nghĩa, họ hỏi ông đạo lý có thì ông dùng đạo lý không đối. Họ hỏi đạo lý phàm phu thì ông dùng đạo lý thánh nhân đối. Họ hỏi đạo lý thánh nhân thì ông dùng đạo lý phàm phu đối. Đây là đạo lý lưỡng trùng, tương nhân tương tuần, từ trong sanh ra nghĩa lý trung đạo, như một vấn một đối, những cái khác đều như vậy, thì không mất đi tông chỉ đốn giáo. Ví như có người hỏi ông, cái gì là tối? Ông nên trả lời như thế này: sáng là nhân, tối là duyên của quả. Lúc sáng không có đó là tối, lấy quang minh để hiển cái hắc ám, dùng hắc ám mới có thể hiển ra cái quang minh. Đến và đi là giống nhau, theo nhau, tương nhân tương tuần mà thành tựu trung đạo liễu nghĩa. Các vấn đề khác cũng căn cứ theo đạo lý này mà trả lời. Sau này các ông truyền pháp để y theo đạo lý này mà truyền đại pháp luân, cùng nhau giáo hóa truyền thọ, không nên làm mất đi tông chỉ chân chánh. Thái cực ngân niên cải là diên hòa, nhằm năm Nhâm Tý tháng 7, đại sư Sai Môn Nhân qua Tân Châu, nơi chùa Quốc Ân Tự, xây một cái tháp và đốc thúc các người làm công phải xây cho rồi sớm. Cuối mùa hạ năm kế làm lễ lạc thành,
Ngày mùng 1 tháng 7, đại sư nhóm các đồ chúng mà nói rằng, đến tháng 8 ta muốn lìa bỏ thế gian. Các ngươi có điều nào nghi phải hiệp nhau hỏi cho sớm, ta sẽ phá nghi cho các ngươi hết mê muội. Sau ta tịch rồi sẽ không có người chỉ dạy các ngươi. Ngài Pháp Hải vân vân nghe rồi, cả thảy đều khóc mùi, duy có thần hội, thần tỉnh không động lại cũng không khóc. Giảng Lục Tổ Đại Sư vào niên hiệu Chánh Cực Nguyên Niên Đường Duệ Tông, Diên Hòa tháng 7. Vì trong tháng 5 cải niên hiệu thành Diên Hòa, đến tháng 8 lại cải thành Tiên Thiên Nguyên Niên. Trong thời gian một năm đổi ba lần niên hiệu, phân phó dạy môn hạ đệ tử đến chùa Quốc Ân ở Tân Châu. Tân Châu tức quê hương của Lục Tổ Đại Sư, chùa Quốc Ân là nơi cư trú lúc trước của Ngài. Ngài đến chỗ này dự bị xây tháp và đốc thúc công trình mau hoàn tất. Đến năm thứ 2 tháng 7 cuối mùa hạ khánh thành. Ngày 1 tháng 7 thỉnh chuông gõ trống, chiêu tập tất cả đồ đệ đến pháp đường. Lục Tổ Đại Sư nói: các ông nghe đây, tháng 8 năm này tôi sẽ rời khỏi thế gian. Các ông nếu còn nghi vấn gì thì sớm hỏi, tôi sẽ vì các ông phá trừ nghi hoặc, khiến nghi hoặc trong tâm các ông trừ sạch. Nếu sau khi tôi vãng sanh viên tịch thì không có ai giáo hối các ông. Các ông có biết không? Cho nên có vấn đề gì thì hỏi mau đi. Đệ tử thứ nhất lại là Pháp Hải. Ngài hướng dẫn tất cả đệ tử nghe lời nói này liền khóc lớn lên. Có người lén khóc, có người không sợ xấu hổ liền òa khóc. Đại khái cũng có người giả bộ khóc. Nhìn thấy người bên cạnh khóc, mình không khóc coi không được. Trong đó có thiệt, cũng có giả, giống như đóng kịch vậy. Chỉ có chú thần hội nhỏ nhất lại không khóc. Tại sao chú không khóc? Có lẽ chú không hiểu hoặc là không có tri giác. Không phải vậy, thần hội tuy tuổi nhỏ nhưng định lực không phải nhỏ. Chú đã hiểu rõ bất cứ cảnh giới nào đến đều cần phải không động. Như thế mới là chân chánh học được tâm bất động. Như thế nào mới gọi là tâm bất động? Chính là có người nói quý vị tốt, quý vị cũng không vui vẻ. Có người nói quý vị xấu, quý vị cũng không tức giận. Có người nói quý vị dụng công biện đạo, quý vị cũng không vui mừng. Có người nói quý vị làm biếng nhất, quý vị cũng không phiền não. Nhưng nếu quý vị thiệt làm biếng mà có người nói quý vị không động tâm lại tự biện hộ nói đây là định lực, đó thiệt sai lầm. Như thần hội là một chú bé, thần tỉnh không động, không hoan hỉ, cũng không khóc lóc. Đại sư rằng thần hội tiểu sư đã chứng được bậc thiện và chẳng thiện đồng như nhau, chê khen không động, buồn vui chẳng sanh, còn dai dư các đồ đệ khác không đạo như vậy. Ở trong núi mấy năm các người hành đạo gì đâu, nay các ngươi buồn khóc là lo cho ai? Nếu lo cho ta không biết chỗ đi thì ta đã tự biết chỗ đi rồi. Nếu ta không biết chỗ đi thì ta chẳng báo tin cho các ngươi hay trước. Các ngươi buồn khóc vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt, khứ lai. Các ngươi hết thể ngồi xuống. Ta nói cho các ngươi một bài kệ gọi là chân giả động tĩnh kệ. Các ngươi hãy tụng bài kệ này thì được đồng một tâm với ta, y theo bài kệ ấy mà tu hành thì chẳng sai tông chỉ. Chúng tăng làm lễ, xin sư làm kệ. Giảng thọ giới từ 1 đến 10 năm gọi là tiểu sư hạ tọa, thọ giới 10 năm đến 20 năm gọi là trung tọa, thọ giới 20 năm đến 30 năm gọi là thượng tọa. Lục Tổ Đại Sư nói: tiểu sư thần hội, chú ấy nay không phải là tiểu sa di vì chú ấy đã thọ cụ túc giới. Các ông nhìn xem, chú ấy tuy tuổi nhỏ nhưng tiến bộ hơn các ông nhiều. Tại sao vậy? Vì chú đối với thiện, bất thiện, tốt xấu đều có thể bình đẳng đối đãi mà không có tâm phân biệt. Chú ấy thật đã truyền thức thành trí, có đại trí huệ. Ông xem Lục Tổ Đại Sư tán thán đều sư thần hội như thế. Chú ấy đối với sự hủy báng tán thán đều không động tâm, cũng không tham luyến, cũng không xả bỏ, thương ghét đều không động. Vị tiểu sư này tuy tuổi nhỏ, nhưng ông nói chú tốt, chú cũng không hoan hỉ. Ông nói chú không tốt, chú cũng không nổi nóng. Chú cũng không sanh lòng bi ai, cũng không sanh lòng vui mừng. Đây thật là trung đạo liễu nghĩa, thật là khó được. Các ông tuổi già cũng có, tuổi trung niên cũng có, hòa hậu không đủ thì không động rồi. Nhiều năm như thế ở trong núi, các ông tu đạo gì, một chút định lực cũng không có. Vừa nghe tôi nói vãng sanh viên tịch đều òa khóc lên. Ôi những người như vậy thật vô tích dụng. Mỗi người đều bị tổ sư la cho một trận. Các ông tu đạo gì, chỉ biết ăn ngủ. Các ông nay yêu buồn than khóc, yêu buồn cái gì? Các ông vì ai khóc, khóc ai? Nếu như các ông lo lắng cho tôi, không biết tôi đi về đâu, tôi nay nói cho các ông biết, không nên lo lắng, yên tâm đi. Tôi biết mình đi về đâu, việc của tôi tự sắp đặt, cũng giống như không lớn không nhỏ, không trong không ngoài, tự tu tự liễu tự an bài.
Nếu như tôi không biết tôi đi đâu, thì tôi đã không nói trước cho các ông biết tôi tháng 8 sẽ ra đi. Các ông bi ai rơi lệ như thế, dường như không biết chỗ đi của tôi. Nếu các ông biết chỗ đi của tôi thì không nên buồn bã khóc lóc. Tự tánh Pháp vốn không sanh diệt, nó không sanh không diệt, không có đến cũng không có đi. Mọi người không nên lo lắng, không nên buồn rầu. Mọi người cùng ngồi xuống, tôi nay vì các ông thuyết một bài kệ gọi là Chân Già Động Tĩnh Kệ. Bài kệ này giảng về đạo lý chân, cũng giảng về ý nghĩa già, đạo lý động, đạo lý tịnh. Sau khi các ông niệm tụng bài kệ này, cần phải giữ gìn bảo tồn thì tương đồng với ý của tôi. Các ông theo bài kệ này tu hành thì không làm mất đi tông chỉ đốn giáo. Chúng tăng sau khi bị Lục Tổ Đại sư la dạy như thế, liền khấu đầu đảnh lễ, cung thỉnh Lục Tổ thuyết kệ. Nhất thiết vô hữu chân, bất dĩ kiến ư chân, nhược kiến ư chân giả, thị kiến tận phi chân, nhược năng tự hữu chân, ly giả tức tâm chân, tự tâm bất ly giả, vô chân hà xứ chân, hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động, nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động, nhược mích chân bất động, động thượng hữu bất động, bất động thị bất động, vô tình vô Phật trùng, năng thiện phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động, đàn tác như thử kiến, tức thị chân như dụng, báo chư học đạo nhân, nỗ lực tu dụng ý, mạc ư đại thừa môn, khước chấp sinh tử trí, nhược ngôn hạ tương ưng, tức công luận Phật nghĩa, nhược thực bất tương ưng, hiệp trưởng linh hoan hỷ, thử tông bổn vô tránh, tránh tức thất đạo ý, chấp nghịch tránh pháp môn, thử tính nhập sanh tử. Thế gian muôn vật thảy không chân, chẳng khá lầm xem nhận thật chân. Nếu thấy mình đều chắc thật, chỗ xem thấy ấy quả không chân. Tự tâm rõ thấu nguồn chân tránh, lìa giả thì tâm vẫn tránh chân. Tự tánh chẳng lìa điều huyễn giả, tâm mình chẳng tránh chỗ nào chân. Có tình hiểu biết đương nhiên động, không động là loài chẳng có tình. Học đạo nếu tu hạnh chẳng động, giống loài chẳng động tức không tình. Muốn tìm cảnh thiệt tâm không động, trong lúc động mà tánh chẳng lay. Chẳng động thiệt dòng tâm chẳng động, không tình đâu có giống như lai. Biệt phân các tướng đều thông suốt, ấy nghĩa tột cao chẳng động tu. Hiểu thấu lý màu như thế ấy, tức là diệu dụng của chân như. Hỡi người học Phật tìm chân lý, hành động gắng dùng ý biệt phân. Vào cửa đại thừa đừng cố chấp, mà theo sanh tử trí phàm trần. Nói rồi nếu hiểu đồng tương ứng, hội luận cùng nhau Phật nghĩa chân, bằng thiệt chẳng đồng, tâm hiệp ý, kính nhau vui vẻ chớ sanh hờn. Tông này vốn thiệt không tranh luận, tranh luận thì sai đạo ý thâm, cửa pháp cố tranh điều trái lẽ, tự tâm ắt đọa trốn luân trầm. Giảng: tất cả đều không phải là chân, các ông không nên xem những việc không chân là chân. Nếu ở trong không chân mà cho là chân, thì những gì ông thấy không phải là chân. Nếu ông tự mình hồi quang phản chiếu, trở lại tìm cầu nơi mình trong tự tánh, liền biết nó là chân. Nếu ông có thể ly khai tất cả giả hình giả tướng ở thế gian này, đó là chân tâm của ông. Trong tâm ông không rời giả, trong tâm không có chân, thì đi đâu tìm được cái chân? Cho nên chân không phải rời tự tánh, rời tự tánh thì không tìm được chân. Cái tánh tri giác hữu tình của ông có thể hiểu rõ cái động này. Nếu ông không có tánh tri giác chính là bất động. Nếu ông muốn tu hành pháp môn bất động này thì nên giống như vô tình bất động. Nếu ông lại muốn tìm bất động chân chánh thì không nên rời động mà tìm bất động. Vì trên động thì có bất động chính là bất động. Mà động thì ở hữu tình mới có động. Nếu là hữu tình mà ông lại có thể bất động, đó là chân chánh bất động. Nếu ông không có tánh tri giác thì ngay chủng tánh Phật ông cũng không có. Trên tánh tri giác hữu tình của ông không dùng thức tâm phân biệt, mà dùng thành sở tác trí để phân biệt các pháp tướng, chứng đắc lý thể tự tánh, đạt đến cảnh giới đệ nhất nghĩa, đó mới là chân chánh bất động. Nếu ông chỉ có kiến giải này thì đó là diệu dụng chân như. Tôi nay nói cho các ông, những người học đạo biết, các ông cần phải nỗ lực thành tâm tu hành. Không nên ở trong pháp môn đại thừa Phật Pháp lại chấp trước trí huệ sanh tử của ông, trí huệ chấp tướng. Tôi này vì các ông mà nói bài kệ này, nghe xong nếu có thể minh tâm kiến tánh thì tôi có thể cùng các ông thảo luận nghĩa lý Phật Pháp. Nếu nghe xong mà các ông không thể lập tức tương ưng, minh tâm kiến tánh thì cũng nên chấp tay khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ. Tông này của tôi là tu vô sanh pháp nhẫn.
không có chỗ tranh luận, không cùng người tranh chấp. Nếu ông cùng người tranh chấp thì mất đi đạo nghĩa, mất đi bổn thể của đạo. Cho nên nói tranh là tâm thắng phụ, là tương nghịch với đạo, liền sanh tâm tứ tướng, sao đắc được tam muội. Nếu ông chấp vào pháp môn tranh luận thì không thể ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Khi nghe kệ rồi, các đồ chúng đều làm lễ, cả thầy đều thể theo bổn ý của đại sư, mỗi người nhiếp tâm y pháp tu hành, lại chẳng dám tranh luận nữa. Biết rằng đại sư chẳng còn ở lâu tại thế, thầy thượng tọa Pháp Hải lại làm lễ mà hỏi rằng: sau khi hòa thượng nhập diệt rồi, y pháp phải truyền cho ai? Giảng: lúc đó đồ đệ của lục tổ đại sư ở chùa Nam Hoa nghe xong bài kệ này đều kiền thành khấu đầu đảnh lễ và đều hiểu rõ tâm ý của đại sư. Tất cả mọi người nay không còn khóc còn la nữa, cũng không cùng nhau biện luận. Từ đây y pháp tu hành không cùng nhau tranh biện. Mọi người đều biết lục tổ đại sư tại thế chỉ còn hơn một tháng thôi. Vì thế thượng tọa Pháp Hải, thượng tọa lúc nào cũng không quên được mình, lúc nào cũng tranh đứng nhất, lại lễ bái hỏi đại sư: bạch hòa thượng, sau khi ngài viên tịch, y pháp nên giao phó cho ai? Thượng tọa cũng muốn tiếp thọ y bác này. Đại sư nói: các lời ta thuyết pháp từ lúc ở chùa Đại Phạm đến ngày nay đều nên biên chép lại mà lưu hành, và để tựa đề là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các người hãy giữ gìn thay thế nhau mà truyền thọ để độ chúng sanh. Hãy y theo lời kinh này mà tu hành, ấy gọi là chánh pháp. Nay ta nói pháp cho các người mà chẳng giao cho cái áo ca sa, là bởi tín căn của các ngươi đã thuần thục, chắc chắn không nghi, có thể nhậm kham việc lớn. Lại cứ như ý bài kệ của tiên tổ Đạt Ma đại sư để lại thì cái áo ca sa chẳng nên truyền. Kệ rằng: ta đến cõi này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Rằng: lục tổ đại sư nói, tôi ở chùa Đại Phạm Thiều Châu thuyết pháp, những điều sao chép lưu thông cho đến hôm nay. Bộ kinh này gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, các ông cần phải giữ gìn thủ hộ pháp bảo này, cần truyền lưu thông, cùng nhau sao chép truyền thọ rộng độ tất cả chúng sanh. Nếu ông y theo phương pháp này tu hành, đó là chánh pháp. Các ông này đã hiểu rõ những lời thuyết pháp của tôi dạy cho các ông, cho nên không cần phải truyền y này. Y là vật biểu tín, mà các ông đều là những người tín căn thuần thục, đối với quyết định của tôi không có hoài nghi chướng ngại, đều có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai để giáo hóa chúng sanh. Nhưng cần nói thêm, căn cứ tiền đại tổ sư Bồ Đề Đạt Ma tổ sư bài kệ ngài truyền thọ, y nói y này bắt đầu từ tôi không nên truyền nữa. Bài kệ của tổ sư Đạt Ma nói: tôi đến Trung Hoa vốn là muốn truyền chánh pháp cứu độ tất cả chúng sanh mê tình. Một hoa của tôi sau này sẽ nở ra năm lá, tức là năm vị tổ sư, nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ và lục tổ. Đến lúc đó thì không nên truyền y này, chỉ cần truyền pháp là được rồi. Cho nên ngũ tổ cũng nói với lục tổ rằng y là đầu mối của sự tranh giành, đến đời ông thì không nên truyền nữa. Các vị xem, kết quả tự nhiên thành, quả ở đây chính là chỉ các vị cần phải tự nhiên thành thục. Lục tổ đại sư cũng nói bồ đề quả tự nhiên thành, quả bồ đề của các vị cần phải nhanh chóng thành tựu, điều quan trọng chính là không nên lười biếng. Các vị xem, tổ sư Bồ Đề Đạt Ma sớm đã thọ ký cho các vị rồi đó. Đệ tử quy y hòa thượng, pháp danh bắt đầu bằng chữ quả, vì y cứ theo bài kệ truyền thừa của tông quy ngưỡng. Sư lại nói rằng, chư thiện tri thức, các người mỗi người phải tịnh tâm mà nghe ta nói pháp. Nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí thì phải đạt đến cảnh nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội. Đối với cả thể các nơi mà tâm chẳng trụ vào các tướng, trong các tướng ấy chẳng sanh lòng ghét yêu, cũng không chấp bỏ, chẳng tưởng đến việc lợi hại nên hư, một mực an nhàn điềm tịnh, hư dung đạm bạc, ấy gọi là nhất tướng tam muội. Đối với cả thể các nơi đi đứng ngồi nằm, phải dòng giữ một lòng ngay thật, chẳng động đạo tràng, phải thiệt lòng tịnh độ, ấy gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người nào có đủ hai tam muội ấy thì cũng như đất có hạt giống ngậm chứa chăm nuôi cho hột giống ấy lớn lên tới kỳ trổ quả chín mọng. Nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội cũng giống như thế. Giảng: lục tổ đại sư nói, quý vị thiện tri thức, các ông mỗi người đều nên tự tịnh kỳ ý, không nên chứa chấp tâm tham sân si. Nghe tôi nói pháp, các ông nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí thì phải thông đạt nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, là tam muội nhất tướng mà không tất cả tướng, là tam muội nhất hạnh mà không tất cả hạnh. Nếu ông ở khắp nơi, bất cứ nơi nào, tức không kể chỗ tốt chỗ xấu, hoặc động hoặc tịnh mà không chấp vào tướng,
gặp phải cảnh giới không sanh tâm oán hận, chán ghét hoặc yêu thích ưa mến, gọi là tâm thương ghét bất động, như như bất động. Đối với cảnh giới mà ông ưa thích cũng không nghĩ việc thủ lấy làm của mình, có lòng yêu mến thì có thủ. Giống như thập nhị nhân duyên, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Tại sao lại muốn thủ? Vì muốn chiếm làm của sở hữu. Xả bỏ vì nhân ghét, lúc ông giận ghét thì xả bỏ nó. Ông không nên nghĩ đến việc lợi ích thành hoại, có lợi ích gì cho mình thì mới làm. Đó là tâm tham, tâm phan duyên, tâm không thanh tịnh. Cũng không tính toán như là đối với mình có thành công hoặc tổn hại gì không. Chớ nên chứa chấp tâm này, an nhàn tự tại, việc gì cũng không phiền não. Giống như nước không có sóng, không có phiền não của thương yêu ghét bỏ, không có phiền não của sự thủ lấy xả bỏ, không có phiền não của lợi ích thành hoại. Ông không nghĩ đến việc thành công thì không biết cái gì là thất bại. Hư dung đạm bạc, như vạn vật từ hư không sanh ra, nhưng hư không vô sở xử sự, không có tạo tác một việc gì, nó cũng không có một nơi làm việc. Bảo ông ở đây sanh ra hoặc đến chỗ khác chết đi, vì tất cả vạn vật sanh sanh diệt diệt, sanh sanh hóa hóa đều là một loại hiện tượng thiên nhiên mà không có thêm vào sự tạo tác. Rất đạm bạc chính là bình thường, thứ gì thì là thứ đó. Cho nên đạm bạc để làm sáng cái trí, không có một chút tham tâm, sân tâm, si tâm, cũng chính là thiểu dục tri túc, không có tâm phan duyên. Cho nên nói tri túc thường là năng nhẫn nhị thì mình tự an vui, xem thường danh lợi thì có thể ở trong tướng mà rời tướng, ở trong trần mà ra khỏi trần. Vì thế gọi là nhất tướng tam muội. Nhất hạnh tam muội tức là ông có thể ở bất cứ chỗ nào, vô luận là chỗ tốt, chỗ xấu, chỗ thiện, chỗ ác, chỗ thị, chỗ phi, hành trụ tọa ngọa trong bốn đại oai nghi, mọi lúc đều dùng trực tâm. Trực tâm là đạo tràng. Chúng ta là người học Phật, không nên dùng tâm cong quẹo. Quý vị đối với bất cứ người nào cũng cần trực tâm, trực ngôn, trực hạnh. Trong tâm không nên có sự cong cong quẹo quẹo. Trực ngôn không phải tâm nghĩ đông miệng nói tây, tâm khẩu bất nhất, làm việc cũng trực, nói chuyện cũng trực. Nếu nhân bất trực thì sau này quả cũng không trực. Cho nên đi đứng nằm ngồi cần phải thuần nhất trực tâm. Thuần nhất tức là tinh thuần đến trực điểm. Chỉ có một cái, không có hai cái. Một cái chính là trực tâm. Chúng ta là người tu đạo, bất luận đối với người, đối với mình, đối với sự việc đều nên dùng trực tâm. Trong tâm không nên tính toán việc người. Ví dụ người đó có tiền, ta mượn ông ta một ít tiêu dùng. Dù nghèo đến cực điểm, ta cũng không nên làm những hành vi không có liêm sỉ. Nếu sau khi mượn mà trả lại thì không mất đi quân tử. Nếu chỉ mượn mà không trả thì hành vi này rất đê tiện. Bất động đạo trường chính là tâm quý vị trực. Lúc quý vị có thể trực ngôn trực hạnh, bất động đạo trường, đó chính là tịnh độ, đó gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người này đầy đủ nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, ông có thể y theo đạo lý này tu hành, giống như dưới đất gieo trồng hạt giống, chôn trong lòng đất. Thời gian lâu dài liền tự nhiên sanh ra mầm bồ đề, thành thục thật quả bồ đề. Nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội cũng giống như đạo lý này. Này ta nói pháp cũng giống như trời mưa thấm ướt khắp cả mặt đất. Phật tánh của các ông tỉ như các hạt giống gặp đám mưa pháp này, thì cả thảy đều thấm ướt và phát xanh. Người nào vâng theo tông chỉ của ta chắc đặng đạo bồ đề, đi theo chỗ làm của ta ắt chứng diệu quả. Hãy nghe ta kệ. Đất tâm chứa hạt giống, mưa dưới thảy nảy mầm, hoa tình đốn ngộ rồi, quả giác tự kết thành. Đại sư nói kệ rồi tiếp rằng, pháp vốn không hai, tâm mình cũng vậy. Đạo là trong lặng, không có các tướng. Các ngươi hãy cẩn thận chớ đắm vào cảnh không và chỉ quán cảnh tĩnh, trầm không quán tĩnh. Tâm vốn trong sạch, chẳng có gì mà chấp hay bỏ được. Mỗi người tự gắng sức và tùy duyên mà hóa độ. Khi ấy đổ chúng làm lễ mà lui ra, rằng tuổi này thuyết pháp giống như kịp thời mưa xuống phổ nhuận đại địa. Đừng lúc nhà nông cần mưa thì có mưa. Nếu không cần mưa mà mưa rất lớn thì những vật trồng trọt sẽ bị mưa làm úng. Nếu cần mưa mà không có mưa, cây cối sẽ bị khô héo mà chết. Các ông mỗi vị vốn có Phật tánh thì giống như những hột giống này gặp phải mưa đúng lúc, liền trưởng dưỡng tươi tốt, có hy vọng thành thục quả bồ đề. Các ông là những người hiểu rõ tông chỉ tôi nói ra, nhất định đắc được bồ đề. Nếu các ông y theo pháp của tôi nói ra mà tu hành, thì nhất định đắc được diệu quả bồ đề. Các ông nghe tôi nói kệ cần phải chú ý à. Tôi đã vì các ông nói nhiều pháp như thế, nhưng các ông khi nghe qua tai rồi thì tản mạn rời rạc, cho nên tôi phải dùng kệ tụng để biểu đạt rõ ràng. Các ông đều nên tự tịnh ký tâm,
dùng tâm nghe bài kệ của tôi. Tâm địa tức tự tánh, nó chứa đựng tất cả hạt giống, này đúng lúc gặp mưa, tưới tẩm, nhuần thấm hết thảy, cho nên đều sinh ra mầm bồ đề. Hữu tình chúng sanh đốn ngộ kịp thời hiểu rõ, kết quả cần khai hoa, khai hoa cần kết quả. Sau khi khai hoa, diệu quả bồ đề tự nhiên thành tựu. Ông xem, bồ đề quả tự thành. Tổ sư Đạt Ma nói, kết quả tự nhiên thành, đây nói về các ông. Cái quả này có thể phổ biến khắp thế giới. Kết quả tự nhiên thành, tự nhiên quả sẽ đến mọi hang cùng ngõ hẻm trên toàn thế giới. Mỗi chỗ sẽ trổ quả bồ đề. Mỗi người cần tự mình thành tựu quả của mình. Tôi không thể giúp quý vị được. Nếu tự mình không thành tựu, chính là tự mình cam chịu kém cỏi lạc hậu. Quý vị xem thật là khéo. Pháp tự của quý vị là chữ quả. Tông phái của chúng ta đối với quả nói ra rất diệu màu. Tư tu thường an quả, thân truyền vô vi giáo. Lục tổ đại sư nói phần đầu bài kệ, lại nói với mọi người. Tôi thuyết đốn giáo pháp môn không có hai, chỉ có một, chính là đốn giáo này. Tâm cũng nên biến thành một. Đạo mà mình tu vốn thanh tịnh và không có tất cả tướng. Tôi nói không có các tướng, nhưng các ông cũng không nên hiểu lầm, nói là duy quán cái tĩnh này. Nếu ông chỉ quán tĩnh, đó cũng là chấp trước, đồng thời cũng không nên chấp chặt ngoan không. Tại sao vậy? Vì nhất thiết chúng sanh, tâm vốn thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có thủ lấy, cũng không có xả bỏ. Các ông mỗi người cần nên nỗ lực tinh tấn, không nên làm biếng, tùy theo nhân duyên mà đi khắp nơi, kiến lập đạo trường, nỗ lực dụng công tu hành. Lúc này, đồ chúng của Lục Tổ Đại Sư có mấy ngàn người, đều khấu đầu đảnh lễ, lui về một bên. Ngày 8 tháng 7, thỉnh lình Đại Sư gọi các môn nhân mà dạy rằng, ta muốn về Tân Châu, các ông hãy mau sửa soạn thuyền bè. Đại chúng buồn thảm và gắng sức cầm ngài ở lại. Sư nói, chư Phật ra đời rồi cũng vào Niết Bàn, có lại ắt có đi, lẽ ấy cũng là thường vậy. Cái hình hài của ta đây đi về ắt có chỗ. Chúng nhân bạch rằng, từ đây thầy đi sớm muộn, xin thầy cũng trở về. Sư nói, lá rụng thì về cội, lúc ta lại đây cũng đâu có nói gì. Chúng nhân lại hỏi, chánh pháp nhãn tàng sẽ truyền trao cho người nào? Sư nói, người có đạo thì đặng pháp ấy, người vô tâm thì thông hiểu. Lại hỏi, ngày sau có tai nạn chi chăng? Sư nói, sau khi ta tịch diệt 5-6 năm sẽ có người đến lấy đầu ta, hãy nghe lời ta thọ ký, kệ rằng dốc lòng thờ kính giống cha xanh, vì đói phải toan kế lợi mình, gặp mãn gian nhân lâm khổ nạn, hai quan dương liễu xử phân dành. Giảng Lục Tổ Đại Sư vào ngày 8 tháng 7 năm này, chợt nói với đại chúng rằng, tôi muốn trở về Tân Châu, các ông mau mau chuẩn bị thuyền bè. Lúc đó trong số đông đồ đệ của Lục Tổ có người òa lên khóc. Trước kia đã khóc rồi, lần này Lục Tổ sắp đi, họ lại khóc nữa, không muốn Lục Tổ ra đi. Lục Tổ Đại Sư nói, mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở đời, vẫn thị hiện tướng Niết Bàn. Có đến tất có đi, có sanh tất có diệt, đây là đạo lý rất bình thường. Thân này của tôi nhất định có chỗ quy về. Đại chúng nói, bạch Tổ Sư, ngài từ đây ra đi, nhưng chúng con không muốn ngài viên tịch nhập Niết Bàn, hy vọng sớm muộn gì ngài cũng sẽ trở lại. Lục Tổ Đại Sư nói, tôi giống như chiếc lá rơi nên trở về với cội cây, khi tới cũng không lời vô khẩu. Tôi nghĩ chữ khẩu ở đây có lẽ viết sai, nên là trở lại vô nhiệt. Ý nói, lúc tôi tới cũng không có ngày. Lai thời vô khẩu lại có một cách giảng khác, là khi tôi tới không có thuyết pháp, khi tôi đi cũng không có thuyết pháp. Pháp tướng vốn không tăng không diệt, tôi tùy thuyết pháp lâu năm như thế, sự thử không thuyết một pháp nào cả, cho nên nói khi tới không nói. Pháp vô định pháp chỉ cần hợp lý, giảng như thế nào cũng được, nhưng không nên giảng sai lầm dẫn người đến địa ngục. Pháp này thì bất khả thuyết, không thể dùng ngôn từ diễn bày được. Phần đông đệ tử đều lưu luyến Lục Tổ Đại Sư, cho nên đây hỏi cái này, đó hỏi cái kia, thật nhiều lời lôi thôi. Tôi tin rằng lúc đó Lục Tổ cảm thấy những người này thật là phiền phức, nghĩ ta phải nhanh chóng ra đi. Lại có người hỏi, chánh pháp nhãn tạng, tức y bát đã truyền cho ai? Lúc đó nhiều người như thế đều không biết Lục Tổ Đại Sư truyền pháp cho ai. Những người hỏi câu này đại khái đều có lòng tham muốn đắc được chánh pháp nhãn tạng, nếu không thì họ hỏi việc ấy làm gì? Đó cũng giống như ký tại giang biên trạm, tiểu hữu vọng hải tâm, đã đứng bên bờ sông lại muốn nhìn ra biển, nếu không muốn nhìn biển thì đứng bên bờ sông làm chi? Chúng ta có thể thấy người đương thời đối với y bát đều rất coi trọng.
Lục Tổ đại sư nói, truyền cho ai, ai có đạo, tôi liền truyền cho người ấy. Ai không có tâm phan duyên, người ấy liền hiểu rõ pháp của tôi. Người chứng đắc nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội thì được pháp của tôi. Lục Tổ đại sư đắc pháp gì? Chính là đạo lý trong mấy bài kệ tụng này. Quý vị nếu y theo đạo lý ấy mà tu hành thì có thể đắc được pháp của ngài. Đồ chúng lại hỏi, sau này trong giáo đoàn có tai nạn khó khăn, ma nạn hoặc có hoạn nạn gì không? Y nói, Lục Tổ đại sư, trong lúc sanh thời gặp phải nhiều ma nạn như thế, thuê người đến ám sát ngài, lại phải gián điệp trộm pháp, lại có người phóng hỏa muốn thiêu chết ngài, vô số tai nạn một lời khó nói hết. Lục Tổ đàn kinh chỉ ghi lại chút ít, nhưng tin rằng lúc đó có rất nhiều tai nạn, chớ không chỉ có vài sự kiện như vậy thôi, như có người đến trộm y bát 6 lần, đều nhân tiện muốn giết luôn Lục Tổ, nhưng vì không trộm được nên kinh không có ghi lại. Lục Tổ đại sư kêu đệ tử là Lập Khải, năm trước đi xây tháp, năm nay tháp đã xây xong, cho nên ngài muốn trở về Tân Châu. Đồ chúng hỏi, sau này có còn tai nạn gì nữa không? Ý tức hy vọng sẽ không còn tai nạn nào nữa, mang theo khẩu khí hy vọng. Tổ sư đã viên tịch rồi, vậy có còn ai lại muốn giết chúng con không? Vì chúng con là đệ tử của ngài, giết ngài không được thì có thể sẽ đến giết chúng con. Lục Tổ đại sư nói, sau khi ta viên tịch, 5-6 năm sau có người đến cắt đầu ta. Quý vị xem còn sống có người đến giết ngài, sau khi viên tịch vẫn còn có người muốn lấy đầu của ngài. Thời đó làm tổ sư thật khó à. Này thì không có nghiêm trọng như thế nữa, vì thế không nên sợ hãi, không nên nói làm tổ sư khó quá, tôi không muốn làm tổ sư, không nên thối tâm. Này tôi nói cho các ông một lời dự ngôn, lúc đó không có ai biết, sau này sẽ chứng minh đầu thượng dưỡng thân. Là một vị tăng người nước Cao Ly muốn trộm đầu của Lục Tổ về nước cúng dường. Đầu là đầu của Lục Tổ đại sư, thượng là chỉ ông ta rất cung kính, dưỡng thân, ý là như cúng dường cha mẹ vậy. Vị tăng này tên gọi là Kim Đại Bi, ông ta ở Hồng Châu thuê một người tên Trương Tịnh Mãn đến lấy đầu Lục Tổ, cho nên nói khẩu lý tu san. Vì sao ông ta đến trộm đầu Lục Tổ? Vì sinh kế cần phải ăn cơm, cho nên nhận tiền của người đi chặt lấy đầu. Một vị tổ sư đã viên tịch, đại khái vị tăng Cao Ly này rất giàu có, thuê ông ta rất nhiều tiền, vì thế ông ta đồng ý đi trộm lấy đầu Lục Tổ đại sư. Người này gọi là Trương Tịnh Mãn, cho nên nói ngôi mãn chi nạn, ngộ mãn. Ngộ mãn chính là gặp phải Trương Tịnh Mãn, chỉ dùng một tên của ông ta đưa vào trong lời dự ngôn. Vì Tịnh Mãn đến rồi thì sẽ chặt đầu Lục Tổ đại sư, đây cũng tính là một nạn. Dương Liễu vì quan, quan thứ sử đương thời là Liễu Vô Thiểm, quan huyện tên là Dương Khàn, vì thế nói Dương Liễu vì quan. Quả nhiên Lục Tổ viên tịch 5-6 năm sau, và một đêm nọ có vị tăng nghe động tịnh trong tháp nhục thân của ngài. Đồ đệ của Lục Tổ đã biết dự đoán của Lục Tổ, cho nên dùng sắt bao cổ ngài lại. Cho nên lúc Trương Tịnh Mãn đến dùng đao chém cổ Lục Tổ, chém như thế nào chém cũng không đứt, dùng đao liền gây ra tiếng động khiến vị tăng canh gác giật mình tỉnh dậy. Trương Tịnh Mãn bèn vội vàng từ trong tháp chạy ra, toàn thân mặc hiếu phục. Lúc đó vị tăng này vào trong tháp kiểm soát cổ của Lục Tổ đại sư, phát hiện có dấu tích bị người dùng đao chém, vì thế liền báo với thứ sử Thiều Châu và quan huyện. Họ phái binh lính nỗ lực đi tìm trong 5 ngày liền bắt được Trương Tịnh Mãn. Liễu Vô Thiểm liền đem tên trộm này đến chùa Nam Hoa thẩm vấn, tại sao ngươi dám chặt đầu Lục Tổ đại sư? Trương Tịnh Mãn nói, vì có vị tăng ông ta muốn trộm đầu Lục Tổ, nhưng ông ta không dám làm, cho nên mướn tôi rất nhiều tiền, mà tôi thì cần tiền để sinh sống, cho nên mới bằng lòng làm việc này. Lúc đó Liễu Vô Thiểm liền hỏi đệ tử của Lục Tổ đại sư là Thiền sư Linh Thao, án này nên giải quyết như thế nào? Thiền sư Linh Thao trả lời, việc này nếu án theo luật nhà nước xử lý nhất định phải chém đầu, không có cách nào khác. Nhưng trong Phật giáo thì oán thân bình đẳng, ý của tôi hay là thả y đi. Và lại Lục Tổ đại sư lúc trước có nói sẽ có việc này xảy ra. Liễu Vô Thiểm nghe xong nói, tôi nay mới biết Phật môn quảng đại, Phật giáo vĩ đại quá, vì thế tha cho Trương Tịnh Mãn. Sư lại nói, ta tịch rồi 70 năm sau sẽ có hai vị Bồ Tát từ Đông Phương đến, một vị xuất gia, một vị tại gia, đồng thời hương hóa, kiến lập tông phái của ta và tạo tu Phật tự, chánh là hai vị Pháp tự, Dương Minh, chánh giáo Pháp, chánh giáo vậy. Giảng, Lục Tổ đại sư lại nói, 70 năm sau khi ta viên tịch,
Có hai vị Bồ Tát từ Đông Phương đến đây, một vị là Bồ Tát xuất gia, một là Bồ Tát đại gia đồng thời hưng hóa. Xuất gia Bồ Tát theo truyền thuyết là Giang Tây Mã Tổ Đạo Nhất Tổ Sư. Tất cả Tùng Lâm ở Giang Tây đều do Mã Tổ xây dựng, có câu Mã Tổ tạo Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Đại gia Bồ Tát theo truyền thuyết là cư sĩ Long Uẩn, cả gia đình ngài đều khai ngộ, lại cùng một lúc vãng sanh nhập Niết Bàn. Cư sĩ Long Uẩn rất giàu có, ông ta đem tất cả vàng bạc châu báu trong nhà chất trên một chiếc thuyền, đem tiền quăng hết dưới đáy biển tặng cho Long Vương để trang nghiêm Long Cung, làm một việc đại bố thí. Sau đó làm nghề đan lồng trúc để sinh nhai, sống đời thanh bần, nhất tâm tu đạo. Một ngày kia cư sĩ than rằng khó, 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 như 10 gánh mè mà rắc trên cây. Đây thật là khó, đem 10 gánh mè từng hồ rắc trên cây. Vợ của ông nghe xong để nói, ông già này thật không làm nên tích sự gì, có cái gì mà khó, khó cái gì chứ. Ông xem khó, còn tôi cảm thấy đây là việc dễ nhất, cho nên nói dị 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 bách thảo đầu thượng tổ sư ý, tức trên đầu ngọn cỏ đều là ý của tổ sư. Con gái của ông là Linh Chiếu nói cũng không có khó, cũng không dễ, đói thì ăn cơm, mệt đi ngủ. Con không cảm thấy khó, cũng không cảm thấy dễ, đói thì đi ăn cơm, mệt thì đi ngủ. Cư sĩ Long Uẩn tuy có vợ, nhưng hai người giống như bạn bè bình thường, không có quan hệ nam nữ như người đời. Làm cư sĩ thì nên học theo cảnh giới bất khả tư nghị này của cư sĩ Long Uẩn. Lại có người nói hai vị Bồ Tát đó là tổ sư Hoàng Bá và thừa tướng Bùi Hưu. Đó hai vị nào cũng đều được. Hai vị Bồ Tát này kiến lập tông chỉ, đốn giáo, chúng tu xây dựng Già Lang tự viện, phát dương rộng lớn Phật Pháp. Hỏi rằng chẳng biết từ trên Phật Tổ ứng hiện tới nay đã nay truyền thọ được mấy đời, xin tổ sư chỉ dạy. Sư nói của Phật ra đời đã vô số, không thể kể hết được. Nay kể 7 vị Phật làm đầu mà thôi. Đời quá khứ trang nghiêm kiếp có Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật. Đời hiện tại hiển kiếp có Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Văn Phật. Ấy là 7 vị Phật. Giảng. Đại chúng lại khấu đầu đảnh lễ hỏi. Chúng con không biết từ lúc Đức Phật đầu tiên ứng hóa cho đến hôm nay thì đã truyền thọ được bao nhiêu đời rồi. Cúi mong tổ sư vì chúng con khai thị. Lục Tổ Đại Sư nói, từ xưa đến nay chư Phật ứng hiện giữa đời đã vô số vô lượng, nhiều đến nỗi đếm không xiết, huống chi tôi lại không biết chữ. Nay chỉ lược nói 7 Đức Phật quá khứ lúc ban đầu. Kiếp quá khứ trang nghiêm, có 1000 Đức Phật ra đời. Đức Phật thứ 998 tên là Tỳ Bà Thi Phật, dịch là Thắng Quán, Trùng Trùng Quán, Thắng Kiến hoặc Trùng Trùng Kiến. Vị Đức Phật thứ 2 là Thi Khí Phật, dịch là Ly Hỏa, là vị Phật thứ 999. Vị Phật thứ 3 là Tỳ Xá Phủ Phật, là vị Phật cuối cùng trong kiếp trang nghiêm. Kiếp tiếp theo là Hiền Kiếp. Sao gọi là Hiền Kiếp? Vì trong kiếp này có rất nhiều bậc thánh hiền, có 1000 Đức Phật ra đời. Vị Phật đầu tiên là Câu Lưu Tôn Phật, dịch là Sở Ứng Cúng, là bậc đáng cho trời người cúng dường, còn dịch là trang nghiêm. Vị Phật thứ hai là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Vị thứ ba là Ca Diếp Phật. Vị thứ tư là Thích Ca Mâu Ni Phật, tức giáo chủ cõi thế giới Ta Bà hiện nay. Trên đây là 7 vị Phật gần nhất. Trước hết Thích Ca Văn Phật truyền cho Sơ Tổ Maha Ca Diếp Tôn Giả. Maha Ca Diếp Tôn Giả truyền cho Nhị Tổ A Nan Tôn Giả. A Nan Tôn Giả truyền cho Giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho Đệ Nhất Tổ Sư Tôn Giả Maha Ca Diếp. Một lần nọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong pháp hội, trăm vạn người trời bao quanh, tay cầm hoa kim đàm mộc do Đại Phạm Thiên Vương cúng dường, những người khác đều không biết ý gì, chỉ có Tôn Giả Ca Diếp mỉm cười. Phật nói, ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, giáo ngoại biệt truyền. Pháp môn dùng tâm ấn tâm đã phó chúc cho Maha Ca Diếp, sau truyền cho Đệ Nhị Tổ, Tôn Giả A Nan, Đệ Tam Tổ là Tôn Giả Thương Na Hỏa Tu. Tôn giả này lúc mới sanh ra trên mình đã khoác một bộ y phục, ngài lớn lên bao nhiêu thì y phục cũng lớn theo ngài bấy nhiêu. Tôn giả A Nan sau khi độ ngài xuất gia, y phục trên thân ngài để biến thành pháp phục. Sau khi thọ cụ túc giới, y đó lại biến thành y tăng giả hội. Lúc viên tịch, ngài lưu lại y này nói, lúc Phật pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt tận thì y này mới hoại, nếu pháp chưa diệt thì y này vẫn còn tồn tại. Đệ Thập Tổ hiếp Tôn giả.
Tôn giả này ở trong thai mẹ hơn 60 năm, sau khi sanh ra râu tóc đều bạc trắng. Sau khi chào đời liền thích tu hành, gặp đệ cửu tổ tôn giả Phục Đà Mật Đa, chuyển cho ngài pháp môn Phật Tâm Ấn. Thập nhất Phú Na Dạ Sa Tôn Giả, thập nhị Mã Minh Đại Sĩ, thập tam Ca Tỳ Ma La Tôn Giả, thập tứ Long Thọ Đại Sĩ, thập ngũ Ca Na Đề Bà Tôn Giả, thập lục La Hầu La Đa Tôn Giả, thập thất Tăng Già Nan Đề Tôn Giả, thập bát Già Gia Xá Đa Tôn Giả, thập cửu Kiêu Ma La Đa Tôn Giả, nhị thập Xà Gia Đa Tôn Giả. Đệ thập nhất tổ Phú Na Dạ Sa Tôn Giả hỏi Hiếp Tôn Giả rằng: như thế nào mới có thể thành Phật? Hiếp Tôn Giả trả lời: nay không có thành, đó chính là Phật. Phú Na Dạ Sa Tôn Giả nói: nay chưa thành chính là Phật. Vậy thì con làm sao biết được cái chưa thành này là Phật? Hiếp Tôn Giả nói: ông làm sao biết cái chưa thành này không phải là Phật? Một hỏi một đáp như thế, Phú Na Dạ Sa Tôn Giả liền khai ngộ. Cho nên Hiếp Tôn Giả liền truyền cho ngài pháp môn Phật Tâm Ấn. Mã Minh Đại Sĩ tuyệt đỉnh thông minh, vì biết ngài căn duyên thành thục nên Phú Na Dạ Sa Tôn Giả liền đến độ hóa Mã Minh Tôn Giả làm vị tổ sư đời thứ 12. Mã Minh Đại Sĩ hỏi Phú Na Dạ Sa Tôn Giả: con muốn nhận biết Phật, như thế nào mới có thể nhận biết Phật? Phú Na Dạ Sa Tôn Giả nói: ông không nhận biết, đó chính là Phật. Mã Minh Đại Sĩ nói: cái không nhận biết chính là Phật. Vậy thì nếu con đã không nhận biết Phật thì thế nào biết đó là Phật? Phú Na Dạ Sa Tôn Giả nói: ông đã không biết nhận biết Phật thì làm sao biết đó không phải là Phật? Cuộc đối thoại này cũng giống như cuộc đối thoại giữa ngài Phú Na Dạ Sa và Hiếp Tôn Giả vậy. Mã Minh Đại Sĩ nói: ồ, đây có nghĩa như cái cưa. Ngài nói thế này, con nói như thế kia, chúng ta phân xẻ đạo lý giống cây cưa, cưa qua cưa lại khúc gỗ vậy. Phú Na Dạ Sa Tôn Giả: a, đó nghĩa là gỗ, còn cưa có nghĩa là gì? Mã Minh Đại Sĩ: là giống như ngài, vậy gỗ nghĩa là sao? Phú Na Dạ Sa Tôn Giả trả lời: ông bị tôi cưa đứt, tôi đã giải thoát cho ông rồi đó. Ngay lời nói đó của Phú Na Dạ Sa Tôn Giả, Mã Minh Đại Sĩ hoát nhiên khai ngộ, bèn theo ngài Phú Na Dạ Sa Tôn Giả xuất gia, và sau được Phú Na Dạ Sa Tôn Giả truyền pháp. Tại sao gọi là Mã Minh Đại Sĩ? Mỗi khi ngài thuyết pháp, ngựa liền kêu lên, vì có cảm ứng như thế nên gọi là Mã Minh Đại Sĩ. Đại sĩ là cách gọi khác của Bồ Tát. Tổ sư thứ 14 Long Thọ Đại Sĩ, ngài lấy kinh Hoa Nghiêm từ Long Cung. Tôn giả có trí huệ phi phàm, phát dương giáo hóa đại thừa, trước tác Trung Quán Luận, đại trí độ luận, vân vân. Tổ thứ 17 Tăng Già Nan Đề Tôn Giả hỏi tổ thứ 18 Già Gia Xá Đa Tôn Giả: chú bao nhiêu tuổi? Chú đồng tử này trả lời: con 100 tuổi. Tổ thứ 17 hỏi: chú nhỏ tuổi như thế sao lại là 100 tuổi? Chú đồng tử trả lời: nếu con 100 tuổi mà không hiểu Phật Pháp, không bằng một ngày mà có thể hiểu Phật Pháp. Tổ thứ 17 thấy chú đồng tử thông minh như thế, liền độ cho xuất gia và truyền pháp làm tổ thứ 18. Huệ năng này là tổ thứ 33. Từ trên các vị tổ, mỗi vị đều có vâng mạng truyền kế nhau. Ngày sau các ông phải thay thế nhau mà lưu truyền, đừng làm trái nghịch và sai lầm. Giảng: tổ thứ 21 Bà Tu Bàn Đầu Tôn Giả, tổ thứ 22 là Manoa La Tôn Giả, tổ thứ 23 là Hạc Lạc Đa Tôn Giả, tổ thứ 24 là Sư Tử Tôn Giả, ngài cũng bị người giết. Ngài du hóa đến nước Kế Tân, quốc vương nước này tin thở ngoại đạo, có lãnh tụ ngoại đạo phá hoại Phật giáo, cho nên nước này lúc đó không cho phép có tỳ kheo. Tỳ kheo Sư Tử vì muốn giáo hóa vua nước này cho nên du hóa đến đó. Quốc vương hỏi: ông đã liễu sanh tử chưa? Tỳ kheo Sư Tử trả lời: tôi đã liễu rồi. Quốc vương nói: nếu ông đã liễu sanh tử thì nên bố thí đầu cho trẫm, vì Phật giáo khuyên người hành Bồ Tát đạo cần bố thí đầu mắt não tùy. Trẫm nay muốn đầu của ông có thể bố thí không? Tỳ kheo Sư Tử trả lời: có thể, tôi sanh tử đã liễu, cái đầu này có đáng gì đâu, bệ hạ cứ việc lấy đi. Nhà vua nghe ngài nói như thế liền lấy bảo kiếm chém đầu ngài, đầu chém đất xuống liền tuôn ra dòng nước trắng không có máu chảy. Quốc vương dùng kiếm chém đầu Tỳ kheo Sư Tử, cánh tay của nhà vua cũng lập tức đứt đoạn, vì nhà vua đã phạm vào tội giết A La Hán. Lúc này quốc vương mới tin vào sự bất khả tư nghị của Phật pháp, liền chém đầu lãnh tụ ngoại đạo. Nhưng nhóm người ngoại đạo thì giống như phàm phu bình thường, chém thì chém cũng không có tuôn ra dòng nước trắng,
hoặc hiện ra những thoại tướng kỳ đặc. Sau đó, nhà vua liền thông cáo toàn quốc không cho phép ngoại đạo lưu truyền phục hưng Phật giáo. Từ đó về sau, Phật giáo phát triển rất mạnh. Lục Tổ nói, các vị chư tổ ở trên đều có truyền thừa, dùng tâm ấn tâm. Các ông về sau đời đời truyền thọ không nên đẻ cho Phật giáo, Phật Pháp đoạn tuyệt. Đại chúng nghe Lục Tổ Đại sư thuyết về lịch đại tổ sư đều sanh lòng tín tâm, cúi đầu đảnh lễ lui về một bên. Niên hiệu Tiên Thiên thứ hai nhằm năm Quý Sửu, tháng 8 ngày mùng 3. Tại chùa Quốc Ân, sau khi thọ trai rồi, đại sư bèn kêu đại chúng mà bảo rằng, chúng ngươi hãy theo ngồi thứ mà ngồi, ta sắp từ biệt chúng ngươi. Pháp Hải bạch rằng, hòa thượng để lại giáo pháp gì khiến cho những người mê muội đời sau đã thấy Phật tánh? Giảng, Lục Tổ đại sư vào ngày mùng 3 tháng 8 năm thứ hai, niên hiệu Tiên Thiên tại chùa Quốc Ân, Tân Châu, quê hương của ngài. Sau khi độ trai xong, nói với độ chúng, các ông theo thứ tự mà ngồi. Trong Phật giáo, người thọ giới trước ngồi trước, người thọ giới sau ngồi sau, lấy giới luật làm thứ tự tôn ti. Tôi nay cùng với các ông từ biệt. Pháp Hải là vị trưởng lão dưới tòa tổ sư, cao hơn những người khác, nên lúc nào ngài cũng đều đứng ra thưa chuyện. Vì thế, ngài nói với Lục Tổ đại sư, không biết hòa thượng lưu lại giáo pháp gì khiến cho kẻ mê đời sau được minh tâm kiến tánh. Sư nói, chúng người hãy chú tâm nghe cho rõ, những người mê muội đời sau nếu nhận thức được chúng sanh thì nhận thức được Phật tánh, bằng chẳng nhận biết chúng sanh thì muôn kiếp tìm Phật ắt khó gặp. Này ta dạy các ngươi thế nào biết chúng sanh ở tâm mình, thấy Phật tánh ở tâm mình, muốn cầu thấy Phật thì chỉ cần biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê không nhận thức được Phật, chớ chẳng phải Phật mê không nhận thức được chúng sanh. Nếu tánh mình giác thì chúng sanh là Phật, bằng tánh mình mê muội thì Phật là chúng sanh, tánh mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, tánh mình tà hiểm thì Phật là chúng sanh. Nếu tâm chúng ngươi hiểm khúc, tức là Phật ở trong chúng sanh, một niệm bình đẳng ngay thật, tức là chúng sanh thành Phật, tâm ta tự có Phật, Phật ở tâm mình mới thiệt là chân Phật. Nếu tự mình không có tâm Phật thì tìm chân Phật ở nơi nào? Cái tự tâm của chúng ngươi là Phật, chớ khá hổ nghi. Thật sự thì ngoài cái tâm không có một vật gì tạo được, mà chính cái bổn tâm sanh ra trùng trùng pháp. Cho nên kinh nói, tâm sanh thì trùng trùng pháp đều sanh, tâm diệt thì trùng trùng pháp đều diệt. Nay ta để lại một bài kệ đặng từ biệt chúng ngươi. Bài kệ này gọi là tự tánh chân Phật kệ. Bài kệ nói về chân Phật ở nơi tánh mình. Người đời sau biết được cái ý chỉ của bài kệ này thì tự mình thấy bổn tâm, tự mình thành Phật đạo. Giảng, Lục Tổ đại sư nói, các ông chú ý nghe. Người mê đời sau nếu nhận biết được chúng sanh thì nhận biết được Phật tánh. Nếu không nhận ra chúng sanh thì cũng không nhận ra Phật tánh. Nếu như các ông không nhận ra được chúng sanh mà đi tìm Phật tánh thì tìm muôn kiếp cũng tìm không ra. Ông muốn tìm Phật thì nên tìm trong chúng sanh. Bồ Tát thường bất khinh, gặp chúng sanh liền khấu đầu lễ bái, bởi vì ngài cho rằng tất cả chúng sanh đều là Phật, cho nên ngài mới có thể thành Phật. Nếu ngài thấy mọi người đều là ma, tự ngài cũng chính là ma. Tôi này dạy các ông cần nhận ra chúng sanh trong tâm của mình, nên thấy Phật tánh trong tâm của mình, không nên rong ruổi bên ngoài tìm cầu. Ông muốn thấy Phật, trước tiên phải cung kính chúng sanh, nhận thức chúng sanh là Phật, thì ông cũng sẽ minh tâm kiến tánh. Chúng sanh không nhận biết Phật, chớ không phải Phật không nhận biết chúng sanh. Nếu ông tự tâm giác ngộ, vậy thì cái chúng sanh của ông là Phật. Nếu ông tự ngu si, không hiểu rõ, không giác ngộ, dù ông vốn là Phật thì nay cũng biến thành chúng sanh. Phật tánh của mình thì bình đẳng như thế, chúng sanh cũng chính là Phật. Nếu tâm ông tà hiểm, chỉ thấy người sai lầm, dù ông là Phật, nay cũng biến thành chúng sanh. Cho nên Phật và chúng sanh thì chỉ trong một niệm. Nếu tâm ông không trực, cong cong quẹo quẹo, thì Phật ở trong chúng sanh. Nếu ông có thể trực tâm, chúng sanh liền thành Phật. Mỗi người trong tâm đều có Phật, Phật của mình mới là chân Phật. Nếu trong tâm ông một Phật cũng không có thì ông đi đâu tìm chân Phật? Chân Phật chính là trong tâm ông phải có một chân Phật. Phật tức là tâm, tâm tức Phật. Ông có chánh niệm chính là Phật, chứa chấp tà niệm chính là ma. Sanh ra một niệm thanh tịnh chính là Phật, sanh ra một niệm ô nhiễm chính là ma. Chỉ cần xem ông sanh niệm gì, nếu ông có thể tự tịnh kỳ tâm, đó mới là chân Phật. Nếu tâm ông không thanh tịnh, không có một tâm Phật chân chánh, vậy thì ông đi đâu tìm chân Phật?
tìm không ra đâu, cho nên nói Phật ngồi trong tâm. Tự tâm các ông chính là Phật, không nên rong ruổi bên ngoài tìm cầu, lại không nên sanh lòng hoài nghi. Nếu truy cầu bên ngoài thì không có một Phật có thể thành lập, vạn pháp đều từ tự tâm sanh ra. Cho nên kinh nói, vì tâm sanh cho nên vạn pháp sanh, nếu tâm diệt thì vạn pháp diệt. Cho nên Phật thuyết nhất thiết pháp, vì độ nhất thiết tâm, nhược không tất cả tâm, đâu dùng nhất thiết pháp. Tất cả pháp không rời tự tâm, cũng không rời tự tánh. Tối nay lưu lại một bài kệ tụng cùng các ông giã biệt. Quý vị nên chú ý bài kệ tụng này trong đàn kinh, quan trọng nhất chính là bài kệ tụng sau cùng này. Bài này rất hay, Lục Tổ Đại Sư không những lưu cho những người thời đó mà cũng lưu cho chúng ta, những người tu hành hiện nay. Tên bài kệ là Tự Tánh Chân Phật Kệ, chúng ta đều có phần, đều nên y theo bài kệ này tu hành. Nếu hiểu rõ bài kệ này thì có thể tự kiến bổn tâm mà tự thành Phật Đạo. Chân như tự tính thị chân Phật, tà kiến tam độc thị ma vương, tà mê chi thời ma tại xá, chính kiến chi thời Phật tại đường. Tính chung tà kiến tam độc sinh, tức thị ma vương lai trụ xá, chính kiến tự trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật chân vô giả. Pháp thân báo thân cập hóa thân, tam thân bổn lai thị nhất thân, nhược hướng tính chung năng tự kiến, tức thị thành Phật bồ đề nhân. Bổn tùng hóa thân sinh tịnh tính, tịnh tính thường tại hóa thân chung, tính sử hóa thân hành chánh đạo, đương lai viên mãn chân vô cùng. Dâm tính bổn thị tịnh tính nhân, trừ dâm tức thị tịnh tính thân. Tánh chung các tự ly ngũ dục, kiến tính sát na tức thị chân. Kim sinh nhược ngộ đốn giáo môn, hốt ngộ tự tính kiến thế tôn. Nhược dục tu hành mích tác Phật, bất chi hà xứ nghĩ cầu chân. Nhược năng tâm trung tự kiến chân, hiếu chân tức thị thành Phật nhân. Bất kiến tự tính ngoại mích Phật, khởi tâm tổng thị đại si nhân. Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, cứu độ thế nhân tu tự tu. Báo nhữ đương lai học đạo giả, bất tác thừa kiến đại du du. Chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc thật ma vương. Lúc tà mê ma ở trong nhà, khi chánh kiến Phật ở trong nhà. Trong tánh tà kiến tam độc sanh, tức là ma vương đến trong nhà. Chánh kiến tự trừ tâm tam độc, ma biến thành Phật thật không giả. Pháp thân báo thân và hóa thân, ba thân xưa nay là một thân. Nếu nhằm trong tánh hay tự thấy, tức là nhân bồ đề thành Phật. Vốn từ hóa thân sanh tánh tịnh, tánh tịnh thường ở trong hóa thân. Tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, khiến sau viên mãn thật không cùng. Tánh dâm vốn là nhân tánh tịnh, trừ dâm tức là thân tánh tịnh. Trong tánh mỗi tự lìa ngũ dục, thấy tánh sát na tức là chân. Đời này nếu gặp pháp đốn giáo, chợt ngộ tự tánh thấy được Phật. Nếu muốn tu hành mong làm Phật, không biết nơi nào nghĩ làm chân. Nếu hay trong tâm tự thấy chân, có chân tức là nhân thành Phật. Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm thầy là người đại si. Pháp môn đốn giáo nay lưu truyền, cứu độ người đời phải tự tu. Bảo ông người học đạo đời sau, không khỏi thấy này uổng luống tu. Rằng chân Phật là gì? Mọi người đều có cái chân như tự tánh. Nó còn gọi là thực tướng, còn gọi là Như Lai Tạng, lại gọi là Phật tánh. Chân như chính là tự tánh của ông, tự tánh cũng chính là chân như của ông. Tự tánh chân như cũng chính là chân Phật. Chân Phật ông đã nhận biết thì nên biết ma vương là cái gì. Ma vương chính là tà kiến của ông, tam độc của ông. Mà tam độc cũng chính là tà kiến của ông, tà kiến cũng chính là tam độc của ông. Có tà kiến có tam độc đó là ma vương. Tam độc chính là tham sân si, tham tài, tham sắc, tham tất cả đều là tam độc. Giống như sau khi xuất gia, tham trước phan duyên đi khắp nơi muốn có đệ tử, đây đều là tam độc. Như đạo trưởng này, ai quy y chính là tự mình phát tâm quy y, nếu không phát tâm cũng không miễn cưỡng. Nếu tôi kêu ông quy y tôi, ông hỏi thầy có đủ tư cách làm thầy không, thầy có đủ tư cách làm vị thiện tri thức không, thế thì tôi không có lời nào để nói. Lúc có tà mê thì sanh ra vô minh, vừa có vô minh liền sanh ái dục, vừa có ái dục thì ma ở trong nhà ông. Ông có chánh kiến mà không có tâm tham, tâm sân, tâm si, không có tà tri tà kiến, dọn dẹp tâm mình thanh tịnh sạch sẽ, lúc đó Phật ở trong nhà. Phật và ma đều do tự tánh ông hiển hiện. Nếu tự tánh ông sanh tà kiến thì sanh ra tham sân si tam độc.
Nếu không tả kiến, tam độc sẽ không sanh khởi. Nếu sanh tam độc thì ma vương ở trong nhà của ông. Nhà của ông chính là thân của ông. Nếu có chánh kiến sẽ trừ đi tam độc. Lúc tâm không có tam độc, ma vương liền biến thành lục tổ. Cái đạo lý này thì rất chân thực và chân thực nhất mà không hư giả. Ông chỉ cần có chánh kiến đó là Phật. Nếu ông chứa chấp tà kiến đó là ma. Thành tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên bách ức hóa thân. Tuy nói là ba thân, nhưng ba thân này là do một thân của ông biến hóa mà ra. Đây gọi ba là một, một là ba. Ba thân tức là một thân tức là ba thân. Nếu trong tự tánh thấy được chân Phật của tự tánh, đó là hột giống sẽ thành Phật sau này. Ông có hột giống Bồ Đề, tương lai nhất định sẽ trổ quả Bồ Đề. Trổ quả Bồ Đề cũng chính là thành Phật. Tự tánh thanh tịnh của ông vốn từ hóa thân của ông sanh xuất ra. Tự tánh thanh tịnh pháp thân của ông cũng ở trong hóa thân của ông. Tự tánh của chính ông có thể khiến hóa thân ông thành chánh đạo. Tương lai viên mãn Bồ Đề tự tánh và viên mãn báo thân cũng sẽ vô cùng vô tận. Người có tâm dâm dục nhưng không cần sợ. Ông xem hỏa đầu kim cang trong kinh Lăng Nghiêm, lòng dâm dục của ông ta vốn rất nặng, nhưng sau đó ông ta có thể dụng công phu biến lửa dâm dục thành lửa trí huệ và làm hỏa đầu kim cang. Cho nên nói dâm dục vốn là nhân của tịnh tánh. Nếu ông có một niệm chánh, đó là nhân của tịnh tánh. Nếu ông chứa chấp một niệm tà thì sẽ không thanh tịnh. Cho nên không phải đoạn trừ tánh dâm dục mà biến dâm dục thành tịnh tánh. Dâm tánh vốn không thanh tịnh, nhưng cần biến nó thành tịnh tánh, chánh tri, chánh kiến, đấy mới là đúng. Cho nên nói, tánh dâm tức tịnh tánh, tức là tịnh tánh thân, trừ dâm thì được phát thân thanh tịnh. Ông ở trong tự tánh nên rời bỏ ngũ dục. Ngũ dục tức là sắc thanh hương vị xúc. Có chỗ nói là tài sắc danh thực thủy. Năm dục này ông nên rời xa, trong tự tánh không khởi lên tả kiến. Mọi lúc đều cần có chánh tri, chánh kiến. Một khi rời bỏ ngũ dục thì ông sẽ kiến tánh ngay và sẽ đắc được chân như diệu tánh. Chúng ta trong đời này gặp phải pháp môn đốn giáo, pháp môn thiền tông, hốt nhiên khai ngộ, hiểu rõ bổn tâm, kiến tự bổn tánh, lúc này có thể tự mình thấy Thế Tôn và mười phương chư Phật. Nếu ông muốn tu hành, muốn làm Phật thì ông không nên truy cầu bên ngoài mà nên ở trong tự tánh dụng công phu, bằng không ông sẽ không biết đi đâu mà tìm chân Phật. Nếu đi tìm Phật tánh chân chánh trong bổn tâm mình thì có thể minh tâm kiến tánh, thấy được chân như diệu tánh, đó là hột giống thành Phật. Còn như ông không hồi quang phản chiếu trở về tìm cầu nơi mình, chỉ truy cầu bên ngoài, sang lên một niệm muốn tìm Phật bên ngoài thì đó là người ngu si nhất. Pháp môn đốn giáo thiền tông này nay tôi đã chuyển hết cho các ông. Người đời gặp pháp môn này cũng nên tự mình tu hành, không thể không tu hành a. Tôi này vì các ông là người học đạo mà giảng thuyết. Nếu các ông không nghĩ như thế thì bỏ phí thời gian, để thời giờ luống trôi như vậy, rốt cuộc không có lợi ích gì. Đại sư nói kệ rồi bảo rằng, chúng ngươi hãy ở lại sau khi ta diệt độ, chẳng nên theo thế tình mà buồn khóc ủ ê, hoặc thọ sự điếu vấn của người, hoặc mình mặc hiếu phục. Nếu như thế thì chúng ngươi chẳng phải là đệ tử của ta, vì đó chẳng phải là chánh pháp. Chúng ngươi chỉ cần nhận biết bổn tâm mình, thấy bổn tánh mình là không động, không tịnh, không sanh, không diệt, không đi, không lại, không phải, không quấy, không trụ, không vãng. Bởi sợ e chúng ngươi còn mê muội không hiểu ý ta, nên nay ta dặn lại cho chúng ngươi, đặng cho chúng ngươi thấy tánh, sau khi ta diệt độ phải y theo pháp ấy mà tu hành, như lúc ta còn ở tại thế. Nếu làm trái lời ta dạy, dẫu ta ở tại thế cũng không ích gì. Sư lại nói kệ rằng, ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đãng đãng tâm vô trước. An nhiên thiện sự vẫn không tu, siêu thoát ác duyên hẳn bỏ từ, lặng lặng dứt trừ nghe thấy biết, phẳng bảo tâm địa không níu vương. Giảng, lục tổ đại sư thuyết xong bài kệ phía trước, lại nói với đại chúng, các ông nên trụ tâm, không nên vọng tưởng, nên buông bỏ, không nên nhìn không thấu, nên nhìn thấu buông bỏ xuống thì đắc được tự tại. Sau khi tôi viên tịch nhập niết bàn, không nên biểu hiện hoặc có cử chỉ giống như người phàm phu tục tử, thọ người tế bái cúng điếu, thân mặc hiếu phục, khóc than bi ai, nước mắt rơi như nước mưa, khiến hàng trăm mẫu ruộng cũng không bị khô hạn. Nếu các ông làm như thế thì không phải đệ tử của tôi, mà là đệ tử của tôi thì cần phải nghe lời của tôi. Nếu các ông không nghe lời thì không phù hợp chánh pháp, cho nên các ông không nên làm như vậy. Vậy phải làm sao? Các ông chỉ cần nhận thức bổn tâm của chính mình, thấy được bổn tánh của chính mình. Bổn tâm, bổn tánh không động không tịnh, tự tánh không sanh không diệt, tự tánh không đến không đi, tự tánh không đúng không sai, tự tánh không thiện không ác,
tự tánh không tốt không xấu, tự tánh không đen không trắng, tự tánh không dài không ngắn, tự tánh không ở không đi, không ở chỗ này cũng không ở chỗ kia. Các ông trong tự tánh dụng công phu, cần minh tâm kiến tánh. Nếu không minh tâm kiến tánh thì thời gian trôi qua vô ích. Tôi sợ các ông trong tâm vẫn còn mê hoặc, không hiểu rõ đạo lý của tôi nói. Tôi này nói lại một lần nữa, Phó Trúc, các ông lần nữa. Chính là muốn khiến cho các ông thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, có thể minh tâm kiến tánh. Sau khi tôi viên tịch, các ông nên y theo phương pháp này tu hành. Thì giống như tôi còn tại thế, nếu các ông làm ngược lại lời giáo hóa của tôi, thì dù tôi tại thế không nhập niết bàn, đối với các ông cũng không có ích lợi gì. Vì thế lại nói một bài kệ tụng: ngột ngột tức là như như bất động, liễu liễu thường minh mà không chấp vào tu thiện. Ông làm thiện cũng không nên giống như Lương Võ Đế đi khắp nơi khoe khoang công đức. Đây không phải kêu ông không tu thiện, mà là không nên chấp vào việc tu thiện. Đằng đằng tức, diêu dao tự tại, thung dung thoải mái, suốt ngày đều an lạc, không tu thiện, nghĩa là không chấp chặt vào thiện pháp. Không tạo ác, tức là không phải tạo ác rồi không chấp vào nó, mà là tuyệt đối không thể làm điều ác, tức sát đạo dâm, nhất là dâm. Cho nên có câu, vạn ác dâm đứng đầu, tử lộ chớ đi vào. Có hành vi tà dâm, đó chính là đi về con đường chết. Tịch tịch, tức là dáng an tịnh, cảnh giới này vừa bình an, vừa thoải mái, vừa an lạc. Đoạn kiến văn, tức không thấy, không nghe, tức đoạn trừ kiến văn. Không ở nơi cửa lục căn, sanh ra tà kiến. Sanh chánh kiến thì có thể, nhưng phải đoạn trừ tà kiến, tà văn. Tức việc phi lễ không nhìn, điều phi lễ không nghe, lời phi lễ không nói. Đáng đáng là bằng phẳng rộng lớn không có biên tế. Tâm lượng bao gồm vũ trụ, chan hòa, trời đất, dáng bằng phẳng rộng rãi, tâm không có chỗ chấp trước. Sư nói kệ rồi ngồi ngay thẳng đến canh ba, thình lình gọi môn nhân mà bảo rằng ta đi, hôn nhiên ngài thiên hóa. Khi ấy mùi thơm sông ướp đầy nhà, móng bạc, liên dao giáp đất. Rừng cây biến ra màu trắng, thú cầm kêu vọng bi ai. Giảng, lục tổ đại sư nói xong bốn câu kệ này, liền kết giả phu tọa ngồi đến canh ba, nửa đêm 12 giờ. Lục tổ đại sư lúc ngồi thiền thì đồ đệ đều ngồi bên cạnh. Đại sư nói với môn đồ rằng, thời gian đã đến, ta sắp đi rồi, ta từ giã các ông. Nói xong lời này, ngài lập tức đoạn khí, người không động mà nhập niết bàn. Thiên hóa tức là dọn về nhà mới. Ai dọn nhà vậy? Tức nhục thân Bồ Tát dọn nhà. Lúc này có một mùi hương lạ tràn ngập pháp đường, trên trời xuất hiện một móng cầu vòng trắng. Ánh sáng trắng chiếu xuống mặt đất, cây rừng biến thành màu trắng. Vì ánh sáng trắng chiếu sáng, cho nên cây rừng đều biến thành màu trắng. Đây là một cách nói. Cách nói khác là vì cây rừng vì lục tổ vãng sanh viên tịch mà buồn thương bi ai, cho nên cây rừng biến thành sắc trắng giống như mặc hiếu phục. Lúc đó trên núi có rất nhiều phi cầm động vật đều khóc lên. Thảo mộc vốn vô tình nhưng đều biến thành hiếu tình, đều mặc hiếu phục. Cầm thú vốn là vô tri nhưng nay cũng có linh tánh, cũng đều khóc lên. Tháng 11, các quan và chức sắc ở ba quận Quảng Châu, Thiểu Châu và Tân Châu cùng các môn nhân tăng tục dành rước chân thân của ngài, nhưng chưa quyết đem về đâu, bèn đốt nhang vái rằng: khói nhang bay về xứ nào thì sư sẽ về xứ ấy. Lúc ấy khói nhang bay thẳng về Tào Khê. Ngày 13 tháng 11, giải thần khám của đại sư và đổ y bát của tổ truyền về xứ Tào Khê. Qua năm kế, ngày 25 tháng 7, mở thần khám ra. Đệ tử là Phương Biện lấy bột thơm giả lên chân thân ngài. Giảng, tháng 11, quan liêu đệ tử quy y và các đệ tử xuất gia ở ba vùng Quảng Châu, Thiểu Châu và Tân Châu đều tranh nhau nghinh rước chân thân lục tổ. Đệ tử ở Quảng Châu muốn thỉnh chân thân lục tổ đến chùa Quang Hiếu, tức là nơi lục tổ đại sư thế pháp. Người ở đây nói, tóc của lục tổ đại sư chôn ở đất này, vậy thì chân thân của tổ sư cũng nên thỉnh đến đất Quảng Châu của chúng tôi để cúng dường. Các vị tăng sĩ và đệ tử quy y tại Tân Châu nói, đại sư là người Tân Châu của chúng tôi, nên nghinh rước chân thân của ngài trở về cố hương để phụng thờ. Người Thiều Châu thì nói, đại sư trụ tại chùa Nam Hoa là tổ sư khai sơn ở đó, thì phải thỉnh ngài về chùa Nam Hoa mới đúng. Mọi người cùng nhau tranh luận, mỗi người đều đưa ra lý do của mình mà không thể quyết định. Họ dường như sắp đánh nhau. Quý vị chắc biết, người đương thời đều muốn tranh tổ sư để cúng dường. Lúc tổ sư còn tại thế, họ không tranh vì tổ sư có tự do của tổ sư. Lúc này tổ sư đã viên tịch, không còn hơi sức, mọi người đều có quyền cúng dường, cho nên mỗi người mới đưa ra lý do của mình.
Lục Tổ Đại Sư vốn là người Tân Châu, thỉnh đến Tân Châu là đúng rồi. Vì chính Lục Tổ Đại Sư cũng nói diệp lạc quy căn, lá rụng về cội mà. Song chùa Nam Hoa là do Lục Tổ kiến tạo, thỉnh đến chùa Nam Hoa cũng đúng nữa. Nhưng chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu là nơi Lục Tổ Đại Sư xuống tóc, tóc của ngài rơi tại đó, cho nên pháp của ngài nên rơi về đó. Họ muốn thỉnh cũng đúng luôn, mỗi người đều có lý do chính đáng, vì thế dường như sắp đánh nhau. Lúc này có một người thông minh đứng ra nói, khi Lục Tổ Đại Sư tại thế, chúng ta vâng theo lời giáo hóa của ngài. Nay Lục Tổ Đại Sư đã viên tịch, chúng ta vẫn nên nghe theo sự giáo hóa của ngài. Nay thỉnh Lục Tổ Đại Sư tự ngài quyết định. Có người nói, Lục Tổ Đại Sư đã viên tịch rồi, ngài làm sao có thể dạy chúng ta nghinh rước đến chỗ nào được? Người thông minh nói, tôi có biện pháp. Vì Lục Tổ Đại Sư rất linh ứng, lúc tại thế ngài có tha tâm thông, sau khi viên tịch ngài đương nhiên cũng có tha tâm thông à. Chúng ta nay tranh giành cúng dường chân thân của ngài mà cãi vã với nhau, ngài nhất định không vui. Này chúng ta đảnh lễ thắp hương, khói hương chỉ về hướng nào thì đó là hướng mà Lục Tổ Đại Sư muốn về. Chúng ta nghe theo lời dạy của Lục Tổ Đại Sư được không? Mọi người nghe xong đều tán thành nói, hay lắm, chúng ta nên nghe theo lời dạy bảo của Lục Tổ Đại Sư. Vì thế bè đốt hương, khói hương hướng thẳng về chùa Nam Hoa. Người Quảng Châu và Tân Châu vì thế mà tâm phục. Vì thế đưa chân thân của Lục Tổ Đại Sư về chùa Nam Hoa cúng dường. Quý vị xem kinh văn, tranh nghinh chân thân mà quyết sở chi, thì biết tình hình lúc đó rất nghiêm trọng, rất gay go. Mỗi người đều muốn giành bảo thân Lục Tổ. Vì thế đốt hương khẩn vái, Bồ Tát Lục Tổ, ngài phát đại từ bi, hiện đại thần thông, ngài chỉ khói hương về hướng nào thì chúng con đưa ngài đến chỗ đó. Lúc đó khói hương trực chỉ Tào Khê. Ngày 13 tháng 11, mọi người đưa chân thân của Lục Tổ và y bát do Đạt Ma Tổ Sư chuyển thọ về chùa Nam Hoa. Tháng 7 năm sau, thỉnh chân thân Lục Tổ Đại Sư từ trong khám thở ra. Đệ tử Phương Biện, tức là vị có tài đắp tượng Phật, cũng là một trong những vị được Lục Tổ chuyển pháp, để dùng bột thơm cho thơm vào bùn, đắp vào những chỗ hũng trên thân Lục Tổ. Các môn đồ nhớ lại lời thọ ký về sự lấy đầu, mới dùng lá sắt mỏng mà bố dầu bao chặt cổ Đại Sư rồi đẻ vào tháp. Thình lình trong tháp có một luồng bạch quang hiện ra, xông lên trời 3 ngày mới tan. Giảng môn đồ nhớ lời Lục Tổ Đại Sư tiên đoán, 5-6 năm sau có người lại lấy đầu của ngài, cho nên dùng lá sắt vải dầu bao chung quanh cổ Đại Sư, sau đó đưa vào trong tháp. Thình lình trong tháp xuất hiện ánh bạch quang chiếu thẳng lên trời, 3 ngày sau mới tan mất. Quan huyện Thiều Châu làm sớ tâu cho vua hay và vâng sắc chỉ dựng bia ghi lại đạo hạnh của tổ sư để làm kỷ niệm như vậy. Tổ sư Xuân Thu 706, 24 tuổi đã được truyền y, 39 tuổi xuống tóc. Sự thuyết pháp độ sanh 37 năm, trong các môn nhân của ngài có 43 người đặng đạt tông chỉ và lối truyền chánh pháp, còn những người ngộ đạo siêu phàm chẳng biết bao nhiêu mà kể. Còn cái tín y của Đạt Ma Tổ Sư truyền, cái áo ma nạc và cái bửu bát do vua Trung Tông hiến cho, cùng cái chân tượng của Đại Sư do Phương Biện nắn, và cả thể các món đạo cụ đều giao cho người coi tháp chăm sóc và giữ gìn vĩnh viễn nơi đạo tràng tại chùa Bảo Lâm. Các bảo vật này cất giữ để lưu truyền với quyển đàn kinh, đặng tỏ bày cái tông chỉ của Đại Sư, cùng mở mang tam bảo mà phổ lợi quần sanh. Rằng Thứ sử Thiều Châu tấu trình lên Hoàng đế những điểm lành linh thiêng. Lục Tổ Đại Sư phóng quang 3 ngày. Hoàng đế liền ra lệnh lập bia ghi thuật lại quá trình tu hành đạo đức của Lục Tổ Đại Sư lúc còn tại thế. Lục Tổ Đại Sư thọ thế 76 tuổi, lúc 24 tuổi được truyền pháp, 39 tuổi mới thế pháp. Ngài thuyết pháp lợi sanh 37 năm, đệ tử truyền pháp có 43 người. Cho đến những người đắc đạo siêu phàm nhập thánh không biết bao nhiêu mà tính. Tổ sư Đạt Ma chuyển thọ tín y ca sa, trung tông ban ca sa và bát thủy tinh, cùng với chân tượng Lục Tổ Đại Sư do pháp sư Phương Biện đắp, cùng với vật dụng tu hành cần dùng như tam y, bát, tọa cụ, tích trượng, đều do vị thị giả hộ trì bảo tháp cất trong tháp, là bảo vật trấn tự vĩnh viễn của Bảo Lâm đạo tràng, lưu truyền đàn kinh của Lục Tổ để hiển đạo lý pháp môn thiền tông. Đây đều là hương long tam bảo, khiến cho tam bảo phát dương rộng lớn, khắp lợi ích hết thảy chúng sanh. Bộ Lục Tổ đàn kinh này đã giảng giải viên mãn. Trong thời gian này, quý vị đã chịu khổ rất nhiều, nhưng tôi không biết quý vị có cảm thấy cực nhọc không? Nếu quý vị biết cực nhọc thì giống như Lục Tổ Đại Sư đã nói, đó là phàm phu. Nếu không biết cực khổ thì đó là khúc cây, hòn đá.
Vậy quý vị có biết cửa khổ hay không biết cửa khổ? Cho đến việc tôi giảng kinh, tôi cũng không biết là giảng hay không hay, cũng không biết quý vị nghe hay hay dở. Nhưng chúng ta đều không cần cái hay hoặc cái không hay. Nghe chính là nghe, tôi giảng chính là giảng, cũng không có hay, cũng không có không hay. Mọi người ở đây đều có duyên mới tụ tập một nơi, nghe được cuộc đời tu hành của Lục Tổ Đại Sư. Quý vị không nên chứa chấp cái hay hoặc cái không hay, mà nên là đạo thì tiến, không phải đạo thì lùi. Hợp chánh pháp thì y pháp tu hành, không hợp chánh pháp thì không làm. Quý vị nên ghi nhớ nằm lòng bài kệ cuối cùng của Lục Tổ Đại Sư, thường thường tụng niệm ghi nhớ, y theo bài kệ này tu hành thì nhất định sẽ thành Phật. Quý vị không nên phân biệt tôi giảng hay hay không, mà cần xem quý vị có hành hay không. Quý vị hành thì không hay cũng thành hay, nếu quý vị không hành thì hay đến mấy cũng là không hay. Tôi này hỏi quý vị, Lục Tổ Đại Sư là vị không biết chữ, người không biết chữ thì không có tri thức gì, nhưng tại sao Ngài lại thuyết được kinh? Học sinh còn nghĩ kinh có nói, người không cần có rất nhiều nghiên cứu học thức mới có thể khai ngộ. Chủ yếu của pháp môn đố giáo là từ trong tâm địa tự tánh dụng công phu mà chúng con đều nên y theo đây tu hành. Học sinh, Lục Tổ Đàn Kinh nói một pháp đã không lập cho nên ngay một chữ cũng không nói ra. Học sinh, nghĩa lý Đàn Kinh vô cùng rõ ràng, nhưng mỗi lần con muốn thử nói ra đều không có cách nào lấy ngôn ngữ để miêu tả diễn đạt. Học sinh, lúc Lục Tổ Đại Sư nhập Niết Bàn nói tạm biệt, vậy thì nay Ngài ở đâu? Đáp, Ngài nay đã đến ngay nơi ông nói đó. Bây giờ đối với vấn đề Lục Tổ Đại Sư không biết chữ để nói cho các vị nghe, vì Trung Hoa đương thời nền giáo dục không có phổ cập nhiều, muốn học nhất định phải có tiền, mà hoàn cảnh gia đình Lục Tổ lại rất nghèo khó, vì cha của Ngài là một vị thanh quan, cho nên sau khi cha chết, gia đình Ngài rất nghèo khổ. Thời niên thiếu của Lục Tổ Đại Sư, sự sinh sống cơm ăn áo mặc đều là vấn đề khó khăn, nên đương nhiên là không có cách nào đi học. Đây là hai nguyên nhân cho nên Lục Tổ Đại Sư không biết chữ. Vậy thì tại sao Lục Tổ Đại Sư thể hiện sanh ra trong một gia đình bần cùng, sanh ra trong gian khổ khó khăn, không biết chữ như thế? Đây là Lục Tổ Đại Sư lấy mình để làm gương cho mọi người chúng ta thấy, chính là không biết chữ mà cũng có thể thành Phật, thành Tổ Sư. Tu thành Tổ Sư không nhất định phải biết chữ hay không biết chữ, đây là vì để tăng trưởng trí nguyện của những người không biết chữ. Lục Tổ không biết chữ nhưng Ngài đã tu thành đạo quả, chúng ta cũng có thể tu thành đạo quả. Chúng ta không nên nói vì một chữ không biết mà bỏ đi sự tu hành. Tự ti nói, tu hành thì cần nhân tài có học thức mới có thể tu hành, người không có học vấn thì không thể tu hành. Ngài muốn cho tất cả chúng ta không có loại biên kiến này, đây là cách nhìn của tôi. Quý vị đối với Lục Tổ Đại Sư nên có nhận thức chân chánh. Lục Tổ Đại Sư chính vì không giải đãi mà nỗ lực hành trì, cho nên Ngài mới có thể giác ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài thuyết Lục Tổ Đàn Kinh. Tuy Ngài không biết chữ, nhưng cái không biết chữ này là trí huệ của thế gian. Mà Ngài nhận thức hiểu rõ tự tánh, minh tâm kiến tánh, cho nên sử dụng đại trí huệ vốn có. Kinh điển mà Ngài thuyết ra là từ quang minh trí huệ nói ra, cho nên giá trị của bộ kinh này thì không thể so sánh được. Kinh này và kinh Phật nói thì giống nhau, vì thế chúng ta không nên nói vì Ngài không biết chữ, liền sanh tâm khinh mạn. Sau khi giảng xong Lục Tổ Đàn Kinh, tôi hy vọng các vị đối với điều này cần nên triệt để hiểu rõ. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này sinh về cõi cực.